Chàng trai đang đi lang thang trên đường này, vì quá nghèo túng nên đã bị chủ nhà trọ đuổi ra ngoài. Chết tiệt, chủ nhà dám đuổi mình ra ngoài, thậm chí còn thay cả ổ khóa, chưa đóng tiền nhà kịp, đã bắt mình sống đầu đường xó chợ, quá đáng thiệt mà. Đã vậy, sách mới còn đang bị trì hoãn việc trả tiền kịch bản, xem ra ngay cả phí bản thảo cũng không trông đợi được. Và cậu ta chính là tác giả Bạch Võ, với tác phẩm tiêu biểu là Từ hôm nay bắt đầu, cậu đen mặt, hai tay móc túi quần. Số tiền còn lại có lẽ vẫn ăn được vài bữa, móc ra thì chỉ còn ít tiền lẻ, ngay cả ăn một bữa cũng không đủ, không lẽ phải đi rửa chén sao? Cậu bất lực nhìn trời mà thở dài, ánh mắt của cậu va phải biển đại lý vé số, dù gì cũng đã đến bước đường cùng này rồi, nên mua một tấm chắc cũng không đến nỗi nào. Cậu mở cửa nói lớn, "Ông chủ, lấy cho tôi một tấm vé số." Ông chủ lấy vé số để trên bàn, hỏi cậu muốn cái nào, cậu hất tay, "Tùy ông cho, thử chút vận may thôi." Thì đột nhiên cậu phát hiện gì đó, nên vội lấy tay dụi mắt. Cậu vậy mà có thể thấy được chỉ số phần trăm trên mấy tờ vé số, cậu ôm mặt, không thể tin vào mắt mình, cái quái gì thế này, hôm qua nằm mơ xong giờ hoa mắt luôn rồi sao? Ông chủ lấy một tấm vé số đưa cho cậu, bên trên hiện 100%, cậu lấy tay chạm chạm vào bảng phần trăm, nhưng chỉ có thể thấy mà không thể chạm, không lẽ chỉ có mình thấy thôi sao, cái này không phải ảo giác đấy chứ. Ông chủ thấy cậu như vậy rất bực mình, nghĩ cậu có lẽ bị điên, mới mở hàng đã gặp kẻ điên, thật xui xẻo. Cậu cũng đã nhìn ra sắc mặt của ông chủ, sau khi đắn đo suy nghĩ cậu quyết định mua thử một tấm. Sau khi cào thì bách phát bách trúng, vậy mà thật sự trúng được 10 đồng, hai mắt cậu phát sáng, lẽ nào cậu chỉ vào hai tấm có chỉ số 100%, ông chủ, tôi lấy thêm hai tấm này. Cào thêm hai tấm thì thật sự đều trúng, thật hay giả vậy, lẽ nào số mình nhìn thấy được chính là tỷ lệ thành công, cậu vui mừng nói ông chủ lấy thêm 11 tấm nữa. Ông chủ sau khi thấy cậu trúng 3 lần thì cũng hơi hoang mang lo sợ, như làm ăn buôn bán sao mà đuổi khách đi được. Trên bàn có 11 tờ, cả 10 tờ đều 100%, còn tờ còn lại là 0%, 10 tờ 100% mình đã cào ra hết rồi, để thử cái 0% này xem sao. Sau khi cào tờ 0%, thì cậu hốt hoảng hét má ơi, mình thật sự có thể nhìn thấy tỷ lệ thành công. Ông chủ có chút vui vẻ trong lòng, vỗ vỗ lên vai cậu, tiểu tử, cực ít lấy hên, cực lớn thương tích đầy mình, bây giờ dừng tay thì có lẽ vẫn còn kịp đấy. Nhưng sau khi nghe ông ta nói vậy, cậu vẫn không hồi tâm chuyển ý, mà còn nói ông chủ, lấy cho tôi thêm 11 tấm nữa, ông chủ đưa người. Nói nhiều như vậy mà cậu không nghe, nếu đã như vậy thì lần này cậu chết chắc rồi, tiểu tử ngươi vẫn chắc chắn là mua sao, đừng có mà hối hận đấy. Nhưng sau 10 phút, số tiền đã được chuyển khoản thành công, ông chủ tức giận đến mức đầu cũng bốc khói, vận may quần què gì thế này. Cậu chống cằm suy nghĩ, trước tiên con số hiện trên tấm vé số chỉ là tỷ lệ chắc chắn thành công thôi, còn số tiền thắng thì chưa biết được. Lông mày cậu nhăn lại, nếu có thể biết được số tiền thắng thì sẽ càng hay hơn, nhưng như vậy thì sẽ càng dễ giàu hơn. Ông chủ nghe cậu nói như vậy nghĩ thằng này đúng là ảo tưởng mà, đang nằm mơ giữa ban ngày à. Trong đầu cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ nào đó, chỉ tay vào thùng vé số. Ông chủ cho tôi mượn thêm vài tấm, cậu bất ngờ, vậy mà bây giờ thứ cậu nhìn thấy không phải là tỷ lệ thành công nữa, mà là tỷ lệ số tiền thưởng bên trong. Mặt cậu dần tối lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ông chủ đắc ý, tiểu tử, ngắm cho đã rồi trả lại chỗ cũ đi, thứ gọi là vận may, không có gì là chắc chắn được đâu. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện, không sao, tôi thấy vận may hôm nay không tồi, nếu không thắng được thì coi như làm chuyện công đức đi. Ông chủ nghe cậu mỉa mai nên rất tức giận, đến mức xì khói mũi, thắng đến vậy còn nói vậy được à, để ta chống mắt lên mà xem ngươi còn may mắn được bao lâu. Cậu cầm một tờ vé số, bên trên hiện 10%, sau khi cào vậy mà thật sự trúng 10 đồng, cậu cười vui vẻ. Nhìn ông chủ mà nói với giọng điệu mỉa mai, xem ra may mắn vẫn còn đang ở trên tay tôi nhỉ. Ông chủ lần này tức đến mức phát điên mà không thể nói nên lời, vậy mà vẫn cào trúng 20 đồng. Ông chủ giật này, suýt thì đau tim, liên tục 6 lần vẫn có thể trúng sao, rốt cuộc là vận may gì đây? Cậu đắc ý, xem ra vận may hôm nay của tôi không tồi nhỉ, ông chủ trợn tròn mắt, ngay cả điếu thuốc đang ngậm trong miệng cũng rơi. Hết 100 đồng rồi 200 đồng, ông ta hiện tại không thể nói nên lời, quả thật làm người ta xót ví mà. Cậu nhìn chằm chằm vào thùng vé số, tỷ lệ thành công chỉ cần trên 50 là được, thì ra là vậy, cậu đã phát hiện ra điều gì đó. Trong lòng vui như chảy hội, tự nhiên khi không xuất hiện tỷ lệ thành công này cho mình biết được. Cậu sờ tóc, nở một nụ cười nham hiểm, chỉ cần mình tính toán chút, qua mặt được là có thể thay đổi số mệnh bản thân rồi. Ông chủ bán vé số sau khi lỗ nhiều như vậy thì thật sự không có miếng vui vẻ nào. Cậu cười, bịa ra lý do, hi hi hi, ông chủ xem ra hôm nay vận may của tôi không tồi nhỉ, ông chủ sờ cái đầu hói của mình. Vận may gì mà đáng sợ thế, chắc kiếp trước ngươi tu tâm dưỡng đức lắm, nên hôm nay mới trúng nhiều như vậy. Nghe ông chủ nói vậy, cậu cười nham hiểm, vẻ mặt đáng sợ, thần cơ trong tay cũng chính là công đức đấy, cậu cười lớn. Gãi đầu, với vẻ mặt trông vô tội nói, nếu đang may vậy thì ông chủ cho tôi thêm 20 tấm nữa nhé, lần này nữa thôi. Ông chủ lần này thật sự tức giận, khuyên bảo cậu dừng lại, tiểu tử nên biết dừng lại đi, may mắn quá cũng không phải tốt lành gì. Nghe vậy cậu vẫn không có chút quay đầu là bờ, vẫn ung dung tự tại, không sao, thế nào 20 tấm này cũng không trúng, dù sao thì hôm nay cũng ăn nên làm ra mà. Cậu với vẻ mặt nghiêm trọng cào vé số, ông chủ lúc này cũng hoang mang đến mức muốn đau tim, mồ hôi đầm đìa, trông chờ vào từng nhát cào của cậu. Không trúng, thấy không trúng ông chủ thở phào nhẹ nhõm, lấy lại khí thế của mình, tiểu tử, ta đã nói rồi mà, may mắn cũng có lúc này lúc kia,
không đáng tin, không đáng tin nha. Cậu với vẻ mặt nham hiểm, vẫn may không đáng tin, nhưng mà, ha ha ha, sau khi cào xong đều không trúng, cậu giả vờ bày ra vẻ mặt hốt hoảng. Ông chủ thật sự lần này mừng thầm trong lòng, đến cả mấy cọng tóc trên đầu cũng nhảy múa, ta đã nói rồi mà ngươi không tin ta, xem ra ngươi đã dùng hết vận may trong một năm rồi. Vẻ mặt cậu đen lại, xám xịt, nhìn đống vé số, bên trong vậy mà có một tấm 30.000%, những tờ còn lại, từ trên bàn xuống dưới đất đều là 0%. Cậu cầm đống vé số trong tay, nở một nụ cười đầy quỷ mị, ông thì hiểu gì chứ, thứ ta tin không phải vận may, mà là thực lực. Cậu chỉ vào thùng vé số, tôi lấy 20 tấm này, thật ra lúc nãy là mình cố tình lấy các tấm 0%. Nếu cứ liên tục mà thắng suốt thì sẽ khó tránh khỏi bị nghi ngờ, cậu cười thầm trong lòng, hí hí, hí hí, lão Tôn chính là cố tình để thua đấy. Ông chủ mừng thầm trong lòng, vậy đi tiểu tử, ta giảm tiền cho ngươi, vậy là đủ rồi, 10 tấm mà trúng một xem ra vận may của ngươi rất không tồi. Cậu bày ra vẻ mặt hoảng sợ, không cần đâu ông chủ, cảm ơn ý tốt của ông, tôi vẫn không phục đâu, nhưng trong lòng lại thật sự vui vẻ, giờ chính là giây phút trở mình rồi, sao mà ngưng lại được. Ông chủ mặc kệ cậu, thành thơi ngồi hút thuốc, phì phà, phì phèo khói, thì có tiếng cậu vui mừng hét lớn, ông chủ, vận may quay về với tôi rồi này. Ông chủ lại hốt hoảng nhìn lại, như lại bày ra vẻ mặt mặc kệ, có 10 đồng, làm hết cả hồn, cứ tưởng lỗ vốn luôn rồi chứ. Cậu lại hét, ông chủ trúng nữa này, làm ông chủ giật mình, xém đau tim mà chết rồi, lại trúng nửa nửa này. Sao mà cứ toàn 10 đồng không thế, cao nhất cũng chỉ có 100 đồng thôi, ông chủ gãi đầu bất lực, vội dập thuốc, cái tên này gặp số rồi à. Cậu đen mặt, vừa đọc chú cầu siêu, à lộn, chú cầu may, thiên linh linh, địa linh linh, tờ cuối cùng rồi phải trúng lớn thật lớn mới được nha. Ông chủ cười đắc ý, tiểu tử thối, ngươi không biết tỷ lệ thắng vé số thế nào sao, vận may nhà ngươi có là gì cơ chứ. Cậu cười, cầm tờ vé số, 15.000, ông chủ, vận may của tôi thật sự phát nổ luôn rồi. Ông chủ tức giận hét, cái gì, đã chuyển thành công 15.000, ông chủ giờ đây chỉ có thể ủ rủ, đốt thuốc mà hút, đúng rồi, ông chủ, lúc nãy ông nói vận may gì gì cơ chứ. Ông chủ tức giận, không thì, thì chợt phát hiện ra gì đó, không đúng, ông ta qua xem thùng vé số. Tỷ lệ trúng số được xuất bản ra đều là cố định, hắn ta đã cào nhiều phiếu như vậy, chắc chắn phần còn lại cũng không nhiều. Ông chủ xoa xoa tay, tiểu tử vận may hôm nay xem ra không tồi đấy, có muốn chơi thêm nữa không, ông chủ đau lòng, số này còn lại sao mà mình có thể bán được nữa đây. Cậu sờ cằm, xem tỷ lệ còn lại thế nào nào, nhưng trong đó phần thưởng chỉ còn lại tờ 5%, nên cậu từ chối, thôi ông chủ ơi. Tôi nghĩ mình nên dừng lại rồi, hôm nay mà dùng hết vận may không biết sau này sẽ thế nào, tỷ lệ thắng số là 30%, giờ chỉ còn 5% thì sao chơi tiếp được chứ. Ông chủ nghe vậy, hốt hoảng, nhưng vẫn cố tươi cười, tiểu tử, dù sao ngươi cũng đã ăn quá trời rồi, thử thêm chút có là gì, cậu lắc đầu với vẻ mặt không đồng ý. Vậy cũng khó nói lắm, dù sao cũng là tiền bạc, chúng ta nên tiết kiệm ông chủ ạ. Ông chủ vẻ mặt tức giận, tiết kiệm, rõ ràng lúc nãy ngươi đâu có nói như vậy đâu. Cậu tươi cười với vẻ mặt vô tội, giơ tay, ông chủ, tôi biết ông muốn tốt cho tôi, nhưng tôi thấy mình nên biết đủ mà dừng lại, không nên cứ vì may mắn suốt mà sa đọa. Ông chủ ngơ ngác với vẻ mặt khó hiểu, hôm nay dù sao cũng vô mánh rồi, nên cậu rời đi, nhưng mà không biết năng lực này của mình ngoài vé số ra còn xem được gì nữa không ta. Đến trước cửa cậu đột ngột nhận ra gì đó, không biết tỷ lệ mở cửa thành công là bao nhiêu. Thế mà là 100%, cậu vui vẻ, quả nhiên có thể nhìn thấy được, bỗng dưng tỷ lệ mở cửa giảm xuống 90%, 80%, cậu hoảng sợ, không biết tại sao lại như vậy. Má ơi, vụ gì đây, tỷ lệ lại tiếp tục giảm xuống, 50, 30, 10, cậu vội vàng nhảy ra sau, ông chủ không hiểu rốt cuộc là cậu đang làm gì, thật khó hiểu mà. Tỷ lệ còn 0%, vậy mà là một con chó đâm sầm vào làm vỡ cả cửa, sự ngu ngốc này, nó bật dậy, sủa oang oang vì bị đau, hai, hết nói nổi. Cậu nhìn con chó, thở phào nhẹ nhõm, hai làm hết cả hồn, cũng may là nhanh chân né ra kịp nếu không bị con chó này hút là toang rồi, cậu lén lút vội chuồn đi. Ông chủ đột ngột thông minh ra, đợi đã, sao hắn có thể biết trước được mà né ra chứ, sự việc này thật sự không ổn tí nào. Nên vội nắm tay cậu lại, ngươi, đứng lại, cậu quay lại nhìn ông chủ với vẻ mặt hoảng hốt, chết rồi, bị nghi ngờ rồi sao. Ông chủ không hiểu tại sao cậu lại biết, cậu nhóc làm sao cậu lại biết, nghe vậy khiến cậu có hơi hoảng sợ, cậu quay đầu lại nhìn ông chủ, quả nhiên, hành vi lúc nãy có hơi mờ ám rồi. Cậu lo lắng đến mức đổ mồ hôi, mình dùng khả năng đoán tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần, nhìn mặt ông chủ thì khả năng chỉ có 50%. Cậu giật tay ra khỏi tay ông ta, lo lắng nghỉ, vậy mình nói tổ tiên nhà mình là thầy đoán mệnh đơn truyền nhỉ. Tỷ lệ hiện tại đã đạt 64%, có vẻ ông chủ đã bớt đa nghi hơn, xem ra lý do lúc trước cậu bịa ra miễn cưỡng có thể xem là đạt tiêu chuẩn. Cậu tự tin chỉ tay vào mình, ông chủ, thật ra tôi là một thầy đoán mệnh, ông đừng có đánh đồng với tên lừa đảo Thiên Kiều Hạ nữa. Nhà tôi truyền từ thời Chu, có lịch sử 2-3 ngàn năm rồi, lý do thật lừa người, trông có vẻ miễn cưỡng. Ông chủ nghe xong, với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, chắc tao tin, thật lừa người, 2-3 ngàn năm, nhóc con, ta tin ý kiến của các nhà khoa học, không tin mấy thứ quỷ thần ấy. Ông chủ chắc nịch khẳng định, hơn nữa, nhà ngươi truyền 2-3 ngàn năm rồi chắc chắn rất nổi tiếng, nhưng ta chưa nghe qua bao giờ, tỷ lệ phần trăm vậy mà lại giảm từ 63 xuống 60.
Cậu thật sự lúc này đã rất lo lắng rồi, vẽ mặt trầm xuống. Vậy cái khung trên đỉnh đầu của ông là tâm linh hay là khoa học vậy? Cậu thở dài với vẻ mặt ông không tin thì thôi. Nhà tôi từ xưa đã đơn truyền, tiết lộ thiên cơ bị trời phạt, từ đó không tham gia vào sự thay đổi trong triều, cho nên danh tiếng mới không hề lớn như vậy. Ông chủ nghe xong vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, tỷ lệ thành công vậy mà thật sự tăng. Lý do ngớ ngẩn vậy mà đã làm ông ta có chút dao động, tỷ lệ thành công đã tăng lên, có kịch hay để xem rồi. Cậu với vẻ mặt tiêu xoái, tay để trên bàn gõ gõ, ông chủ, thật ra ông đã thấy qua thủ đoạn đoán mệnh của tôi rồi đấy. Lần này ông ta đã thật sự gần tin, tỷ lệ phần trăm đã tăng lên 80, lẽ nào là... Cậu đỏ mặt cười nói, không sai, lúc nãy tôi đoán một quẻ tài vận, trúng thưởng đều hoàn toàn do tôi đoán ra. Hiện tại quyết định dừng lại là bởi vì trái với thiên đạo, 10 tờ kia không trúng chính là dấu hiệu. Ông chủ đổ mồ hôi hột, vậy mà thật sự lại tin, cái lý do củ chuối này, hóa ra là như vậy. Tôi nghĩ làm sao mà lại có vận khí tốt như vậy được chứ, Stress có thể giành được giải thưởng 2 vạn. Cậu còn chỉ vào cái cửa kính bị vỡ và giải thích, lúc mới ra khỏi cửa, tự nhiên tôi cảm thấy không ổn, mới bói một quẻ, bói ra có họa chảy máu nên quay về, ông chủ thấy vậy cũng kinh ngạc. Ông chủ vui mừng vội vàng nắm tay cậu, nhóc con, không, đại sư, không biết bói một quẻ thì phải trả giá như thế nào, tôi muốn ngài xem cho tôi một quẻ. Nghe ông chủ nói vậy, trong đầu cậu bỗng chợt nảy ra một luồng suy nghĩ, vẻ mặt dần dần trầm xuống, nở một nụ cười nguy hiểm, cơ hội nghiệm chứng thành công là đây. Cậu bày ra dáng vẻ của đại sư, ho khụ khụ, mà thôi, đời này chúng tôi rất coi trọng chuyện nhân quả báo ứng. Tôi lúc nãy vì tài vận mà làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông chủ sau này, có nhân ắt có quả, ông chủ nói xem ông muốn xem gì nào. Ông chủ nghe vậy thì hai tay xoa xoa, vẻ mặt nịnh bợ, tôi muốn mời đại sư xem tài vận của tôi. Nhà tôi gần đây đang chuyển đi nơi khác nhưng vẫn chưa nói đến chuyện bồi thường, nên muốn mời đại sư xem, tôi phải đưa ra giá bao nhiêu thì đối phương mới chấp nhận. Cậu bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, ông chủ giá cả hợp lý trong lòng ông là bao nhiêu? Ông chủ suy nghĩ, dù sao nhà 200-300 m², mỗi mét vuông cũng tới 1 vạn chứ. Cậu nhắm mắt lại, tôi biết rồi. Cậu nhắm mắt lại hỏi hệ thống, ông chủ đưa ra tiền bồi thường là 200 vạn tỷ lệ đối phương chấp nhận là bao nhiêu phần trăm? 100%, vậy ông chủ đưa ra tiền bồi thường là 300 vạn tỷ lệ đối phương chấp nhận là bao nhiêu phần trăm? 100%, 400 vạn 100%, qua. Vậy 500 vạn 10%, 450 vạn, cậu cứ nghĩ giá đất cũng phải 500 vạn làm cậu mừng hụt. Ông chủ sốt ruột mong chờ, cậu khẽ mở mắt. Ông chủ vui mừng, đại sư, ngài xem ra chưa, cậu kiêu ngạo, ông chủ, nếu ông ra giá là 430 vạn. Đảm bảo họ đồng ý ngay, nhưng nếu như ra 450 vạn thì 8 phần có thể, nếu là 480 vạn thì chỉ có 5 phần thôi. Nghe đến đây, ông chủ có hơi bất ngờ, 400 vạn, nhiều như vậy, đại sư, ngài có xem chuẩn không vậy? Cậu cười hiền từ với vẻ mặt Bồ Tát, ông chủ, nếu không tin, bây giờ có thể gọi điện thử xem sao, vừa hay đúng lúc biết được uy lực của kim thủ chỉ này lớn cỡ nào. Ông chủ lật đật vội vàng gọi ngay, được được, tôi gọi ngay. Sau một vài phút, ông chủ vui mừng bất ngờ, nhưng vẽ mặt thật đáng sợ, đồng ý thật rồi, thật không ngờ. Ông chủ nắm tay cậu, đại sư, ngài thật sự là thần tiên mà. Ông ta xoay một vòng, vừa vui mừng, vừa gãi đầu, ai ra, nhân quả báo ứng. Đại sư, nhân quả ngài mang đến cho tôi thật sự quá lớn rồi, như vậy đi, tôi đưa ngài 30 vạn coi như là lễ vật. Nghe đến đây cậu có chút bất ngờ, nhưng vẫn giả mồm, ai ra cái đó, nhưng trong lòng thực sự vui vẻ, 30 vạn, tiền chùa, thật sự may mắn nga. Ngân hàng xây dựng Trung Quốc nhắc nhở bạn, số đuôi tài khoản của bạn 2333 đã nhận 30 vạn nhân dân tệ, ông chủ vậy mà thật sự chuyển khoản cho cậu 30 vạn. Cậu sung sướng, ai ra, thật là ngại quá, cậu trong lòng mừng đến phát điên, 30 vạn dễ như ăn cháo, tuyệt cú mèo, có tỷ lệ thành công này cuộc sống đúng là lên tiên mà. Ông chủ xua tay, nên mà, cậu chào ông chủ và rời đi, vậy tôi đi trước đây, ông chủ cũng vui vẻ đáp lại, đại sư ngài đi thong thả. Sau khi ra khỏi cửa hàng, cậu nở nụ cười nguy hiểm, quá mạnh rồi, chỉ cần sử dụng kim thủ chỉ một cách hợp lý, mình tuyệt đối có thể thay đổi vận mệnh của con người. Ra ngoài, cậu có chút giật mình, khi thấy con chó lúc nãy đâm vỡ cửa vẫn nằm đó bất tỉnh, con chó này có ngu quá không vậy? Con chó ngu ngốc này vẫn còn ở đây à, trông có vẻ là dòng thuần, ai lại để đi lạc vậy nhỉ? Cậu chỉ hỏi qua loa, vậy mà hệ thống lại đáp lại 100%, con chó này thực sự ngu ngốc đến mức đi lạc, nó vậy mà vẫn còn nằm trườn ra đất chơi với banh. Cậu gãi đầu đi lại gần nó, nể tình mày giúp tao kiếm một khoản tiền lớn, vậy nên tao sẽ tìm chủ nhân giúp mày. Nó ngậm trái banh, quăng thẳng lên trời, trái banh vậy mà đụng vào bảng hiệu nhà cửa, vân vân và mây mây, nhưng cuối cùng vẫn đáp trên đầu nó, con chó này thật xui xẻo, cậu thấy vậy có hơi hoảng hồn. Và rồi trái banh đáp thẳng vào mặt cậu, chết tiệt, đau quá, xem ra cậu xui xẻo cũng không ít, cậu vừa xoa đầu vừa thầm mắng. Chủ nhân của nó mỗi ngày rốt cuộc phải chịu những gì vậy, con chó nằm lăn ra đất sủa ảng ảng. Dù có chút tức giận, nhưng cậu vẫn phải tìm chủ nhân cho nó, ngu ngốc, vẫn phải tìm chủ nhân cho nó đã, mà tìm ở đâu bây giờ, nó chạy đến gặm vào quần của cậu, làm cậu bực mình. Con chó chạy vèo vèo, khiến mọi người trên đường hốt hoảng, cả váy của cô gái cũng bị tốc, chó của ai vậy, chết tiệt, vẻ mặt của con chó này trông thật là xấu xí. Vì nó đem lại may mắn cho cậu, nên hiện tại cậu phải chạy theo để coi nó đã tìm được chủ chưa. Đây là đang đi tìm chủ nhân của nó hả? Đi theo xem, cậu chạy theo nó đến đứt ruột, mệt mỏi. Chạy theo con chó qua công viên,
thì có một cô gái đang chụp selfie, hệ thống đánh giá nhan sắc của cô gái đạt 90 điểm. Cô gái này thật là xinh đẹp, vẻ đẹp này đúng là hại nước hại dân mà, nghe cậu ví cứ như là hồ ly tinh. Cậu nhìn cô gái xinh đẹp này, hỏi hệ thống, xác suất em gái này là chủ nhân của nhị cầu tử là. Chưa nói xong thì hệ thống đã khẳng định là 100%, có khi nào chó nào chủ nấy, chủ cũng ngốc như chó. Cậu vui mừng vì không ngờ chủ nhân của con chó ngốc này vậy mà xinh đẹp đến nhường này, ha ha, chủ nhân của con chó không ngờ là một em gái xinh đẹp như vậy. Đến đây thật sự là lựa chọn đúng mà, vốn dĩ chỉ vì chó mà phát tài nên mới giúp nó tìm chủ nhân. Rồi tiện thể sử dụng thử tỷ lệ thành công, không ngờ trời lại ban cho cơ hội này, đúng là cơ hội trời ban mà. Cô gái này vậy mà vẫn nhàn nhã selfie, làm cậu có hơi không biết nói gì, đúng là bó tay, chó thì lạc mất, mà vẫn còn tâm trạng selfie, vô tâm hết sức mà. Cô gái quay lại, ôi sự xinh đẹp này, khiến hoa nhường nguyệt thẹn, đúng là 10 phân vẹn 10, khuôn trăng đầy đặn. Nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da, nói chung là vô cùng xinh đẹp. Cô gái nhìn con chó giật mình, anh cũng có một con husky giống con Orel của tôi nè, điều tôi khẳng định ban đầu là đúng, chó cũng như chủ, mà chủ cũng như chó, ngu ngốc như nhau. Cậu bất lực, vẻ mặt có hơi khó chịu, nói thừa, nó là chó của cô chứ ai, đến chó của mình mà nhận cũng không ra, không biết đầu của cô có phải hàng giả 100% không nữa. Con chó mắt sáng lên khi thấy chủ của nó, cô gái sờ con chó, ây ây, đến cả âm thanh cũng giống nè, nhưng con Orel của tôi dễ thương hơn nhiều. Con husky của anh trông ngu quá, Orel nhà tôi rất thông minh, Orel nhà tôi ăn tối 501 thức ăn tự nhiên cho chó, lông mượt hơn, giờ đã hơn con của anh nuôi nhiều. Cậu ho khụ khụ, không biết em gái này đang giả ngu à, cô gái nghe cậu ho thì quay lại hỏi, sao vậy, mặt con chó trông đần vãi. Cậu thở dài mệt mỏi chỉ, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì nó là Orel của cô đấy. Cô gái che miệng cười nghĩ cậu đang đùa, ha ha, anh đùa không vui gì hết hà, Orel của tôi vẫn đang nằm trên ghế kìa. Cậu chỉ thẳng xuống cái vòng cổ đã đứt, cô gái nhìn sang thì có hơi hốt hoảng, cậu cầm cái vòng cổ lên xem, thì thật sự cái vòng cổ đã đứt, tâm trạng của cô gái lúc này ỉu xìu. 5 phút sau, cô gái kết bạn WeChat với cậu, còn ngượng ngùng đỏ mặt, thật ngại quá, cảm ơn anh, cậu vui vẻ xua xua tay, không sao, không mất chó là chuyện tốt mà. Mặt của cậu trông thật là vô sĩ, không còn miếng liêm sỉ nào mà, lướt WeChat của cô thì quả thật rất xinh đẹp, oa, lần đầu tiên mình thêm bạn bè với một em gái xinh đẹp vậy, tuyệt cú mèo. Coi cuộc sống này thường của con chó thì có chút bất lực, cậu có chút tức giận, mồ hôi đầm đìa. Không nói nên lời, husky của cô cũng ít có buông thả đấy, nếu là tôi, khẳng định sẽ bị chủ nhà tống cổ đi mất. Cậu lắc đầu thở dài, nhưng tôi cũng không có tư cách nói cô, nhà tôi thuê hôm nay bị chủ nhà khóa lại rồi, bây giờ còn không có nơi để về. Nghe vậy cô gái quay lại bỏ đi, còn hỏi sao phải thuê nhà, ở nhà mình không sướng hơn à, tôi đi trước đây. Nghe đến đây cậu có chút giật mình, nhưng vẫn phải tạm biệt cô. Nghe cô nói vậy cậu chợt nảy ra một suy nghĩ, đúng rồi, bây giờ mình đã có tỷ lệ thành công rồi, còn nghĩ gì đến tiền thuê nhà nữa, làm giàu rồi mua nhà cũng được luôn mà. Cậu vừa đi dạo trên phố vừa suy nghĩ, làm sao để giàu rồi mua nhà đây, cho dù lấy hết 30 vạn cũng không đủ. Chuyện này không thường xảy ra, phải nghĩ cách nhanh chóng kiếm tiền nhanh, vé số, cổ phiếu. Nhìn vào một cửa tiệm, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, cậu vui mừng, cổ ngoạn kiểm lậu. Thì ra đây là chợ đồ cổ, chắc cậu đến đây là muốn xem tỷ lệ thành công có áp dụng được không, bộ đường tam thái vừa mới bắt đầu, cần 8 vạn, mua được là kiếm được. Xem đây, ngọc thời Hán, tranh chữ thời đường Tống, 3 vạn một bức, đến trước sẽ có trước, chàng trai, xem thử đồ sứ thời Bắc Tống đi, rất rẻ chỉ 5 vạn. Ê cái đó không được, đến xem quạt của tôi đi, cậu xem là của doanh nhân viết đấy, hàng thật, không khí ở đây làm cậu có chút hoang mang, không thích ứng được. Cậu bị mọi người bán hàng rong trong khu chợ kéo lại để chào hàng, chắc thấy cậu là người mới nên dễ lừa, nhóc con nhất định là tân binh, xem bộ dạng này, không có đầu óc, vừa nhìn là biết ngay, ha ha ha. Cậu cũng có chút bất lực, ngồi xuống cạnh một quầy hàng, mấy lão già này đều xem mình là tân binh dễ lừa, ai cũng há mồm sư tử ra moi tiền cả. Ông chủ của sạp hàng chào mời, cậu nhóc, những thứ này đều là của tổ tiên tôi truyền lại, tôi họ Lý, nghe nói tổ thượng là Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Cậu bày ra nụ cười ngu ngốc, khuôn mặt ngờ nghệch, trông rất dễ lừa, ông chủ cứ làm đi, để tôi tùy ý xem vậy. Nhưng thật ra bên trong rất là cáo già nha, he he, nhưng ai ngờ được tên tân binh này lại là kim thủ chỉ chứ, tuyệt đối không bị lừa. Để tôi xem, tỷ lệ mua được hàng thật ở đây là bao nhiêu, vậy mà hệ thống liền hiển thị 100%, làm cậu có chút bất ngờ. Cậu bàng hoàng suy nghĩ, không lẽ đồ ở đây đều là hàng thật, không phải chứ, cảm thấy có vẻ không đúng lắm, hay là hệ thống sai rồi. Mình đối với nhận định cổ vật có vấn đề, ai biết số cổ vật này có từ thời nào, nói không chừng không đáng giá nữa, phải đưa ra giới hạn cho tỷ lệ thành công. Vậy tỷ lệ thành công mình mua được cổ vật có giá trị trên 1 vạn là bao nhiêu? Cậu cẩn thận suy nghĩ, hệ thống đưa ra 0%. Cậu bật cười, vậy 5.000, ông chủ cái này bán như thế nào? Hệ thống vậy mà vẫn 0%, cậu chỉ vào chuỗi hạt, hỏi ông chủ sạp cái này giá sao? Ông chủ sạp nghĩ cậu dễ lừa, nên rất vui vẻ chào đón, nhóc con thật có mắt nhìn, nó là cổ vật có giá cao nhất ở đây. Năm đó Từ Hy Thái Hậu đã đeo nó, nhìn chúng nó xem như cậu có duyên, nên ông chủ hét giá 2 vạn. Cái giá này thật như đập vào tam quan của cậu, cậu thở dài đứng dậy bỏ đi, thứ rác rưởi này, giá còn chưa đến 200, muốn lừa mình sao? Ông chủ gọi lại,
Ây người anh em à, đừng đi, tôi giảm giá cho cậu, 1 vạn cậu thấy sao? Nghe cái giá này cậu càng tăng tốc mà bỏ chạy. Sau khi bị hét giá cao như vậy, cậu có chút cẩn thận hơn, tên lừa gạt, xem ra định giá cho cổ vật không được quá thấp, vậy thì cứ lấy mốc là 1 vạn đi. Cậu đi đến một sạp khác được bày bán, hỏi hệ thống, tỷ lệ mình mua được cổ vật có giá 1 vạn là bao nhiêu phần trăm? Hệ thống hiển thị 10%, cậu tiếp tục hỏi vậy trên 2 vạn, vẫn 10%, trên 3 vạn 10%, 20 vạn 10%, thế 30 vạn thì sao, vẫn 10%. Cậu lần này thật sự đã nhặt được bảo vật, quá đã, giá 50 vạn cũng là 10%, lần này mình nhặt được món hời lớn rồi. Ông chủ sạp này nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, làm cậu có chút khẩn trương, ông ta nghĩ cậu rất dễ gạt, thằng nhóc tân binh này lần đầu tiên gặp mà muốn hơn mình hả? Ông ta bày ra vẻ mặt chào đón, dùng quạt đập đập vào tay, người anh em, điều quan trọng của việc mua cổ vật là phải có mắt nhìn. Tôi là làm ăn chân chính, tuyệt đối sẽ không giống như những người buôn bán bất lương kia đâu, mỗi nơi một giá. Ông ta chỉ vào cái bình, cậu xem, đây là đồ tốt nè, nhưng hệ thống hiển thị 0%, cậu dùng tay chặn quạt lại, không, ông chủ. Cậu chỉ vào cái ly uống rượu, với vẻ mặt trầm thấp, tôi muốn cái ly này vậy mà sau khi qua xác nhận của hệ thống, lại có giá 10.000. Cậu cười mừng thầm trong lòng, mình không phải là tên tân binh ảo tưởng, thành công nằm trong tay, Bạch Vũ tôi là thợ kim hoàng nằm ở trong phố đồ cổ. Tương lai sẽ là bậc thầy về thẩm định đồ cổ, ha ha ha, đây chắc chắn là sự mở đầu cho một huyền thoại. Ông chủ sạp này có chút bất ngờ, còn nghĩ cậu là đồ ngốc, có chuyện gì vậy nè, tên gà mờ này cũng ngốc quá, không phải cũ kỹ mới là đồ cổ sao. 10 phần đồng thau 9 phần là giả, lại vừa mới ra lò nữa chứ, loại rác rưởi như vậy mình ra giá bao nhiêu đây. Cậu cười nham hiểm, tên mập này mắc lấm la lấm lét, nhất định là đang định thừa cơ tăng giá, cậu dùng tay tự đánh vào mặt mình. Ai ra, không nên nhanh chóng biểu hiện vui mừng như vậy, có tỷ lệ thành công nhất thời đắc ý quá. Ông chủ chào mời cậu với vẻ mặt tươi rói, ây, người anh em sở thích cậu thật độc, nhưng mà cậu nên nghe tôi đi, cậu xem cái bình sứ này đi. Ông ta còn dùng quạt gõ vào bình, đây là đồ cổ, một phải có mắt nhìn, hai là phải xem duyên thôi. Ta thấy người anh em rất có duyên với cái bình này, nên mới thật lòng giới thiệu cho chú em, cậu xem màu sắc của cái bình này rất thanh khiết. Ông chủ còn cầm tay bình lên, nhìn vào những phôi kéo uyển chuyển này đi, tất cả đều làm bằng thủ công đấy. Ông ta còn dùng ngón tay búng vào bình, cậu nghe âm thanh này đi, lanh lảnh. Ông chủ này nói đến mức phun ra cả nước miếng, không đắt, chỉ 5 vạn, đây là vật truyền tay đấy, là món hời lớn, cậu bày ra vẻ mặt rất chăm chú, trông có hơi ngu ngốc. Cậu trầm mặc suy nghĩ, cái này thì đáng giá mấy đồng chứ, mắt tên mập này, không tăng giá ly rượu lên, đưa mình cái bình đất gì vậy. Cậu phát hiện, trừ phi, ông ta cũng không biết mình có món đồ trên 50 vạn. Cậu bày ra vẻ mặt khó chịu, xua xua tay, ây, ông chủ, tôi cảm thấy bán cổ vật mới coi trọng cái duyên, cái bình gốm sứ này không tồi, nhưng không hề có duyên với tôi. Ông chủ giải thích hết cả nước miếng, mà cậu vẫn không chịu, ông ta cứ nghĩ cậu không muốn mua nữa, nhưng cậu lại cầm cái ly lên. Nhưng mà, tôi thấy cái ly rượu này rất đẹp, ông ta thấy vậy có chút vui mừng, tiểu huynh đệ nhìn chúng ly rượu bằng đồng thời thanh. Ông ta nhìn cậu với vẻ mặt đầy ẩn ý, tiểu huynh đệ thật là có mắt nhìn nha, vừa vui vẻ vừa nói. Đó là thứ đồ tốt tôi mua được ở nông thôn, 8.000, thấy cậu thật sự thích nó, tôi sẽ để lại giá gốc cho cậu. Ông chủ này vậy mà còn nghĩ mình lời, không thiếu một xu, không thừa một xu thế nào. Cậu cầm cái ly vui mừng, 8.000, tỷ lệ thành công cho cổ vật này là 100%, lần này thật sự cậu giàu rồi, 8.000 so với 50 vạn y như hạt cát vậy. Tên mập hình như không biết giá thật của ly rượu đồng thời thanh này, khả năng hắn biết là bao nhiêu, thật sự là 0%. Cậu đắc ý, quả nhiên là như vậy mà, không sai đi đâu được. Có tỷ lệ thành công trong tay, ông che giấu bí mật gì thì đều nằm trong dữ liệu của tôi. Cậu che miệng lại, thầm cười, hi hi, để mình nghĩ xem làm sao để ép giá xuống, để giả thành tên nghèo kết xa coi. Thật là ác độc nha, để xem ông ba hoa về giá ra sao, chỉ cần trong lòng mình biết giá thấp nhất thì sẽ không bị lừa. Trước hết dùng tỷ lệ thành công xem giá thấp nhất của ông, mình tốn 4.000 để mua ly rượu đồng thời thanh có tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Hệ thống hiển thị 100%. Cậu kinh ngạc, mèn ơi, 4.000 là 100%, vậy 2.000, tỷ lệ thực sự là 100%, vậy 1.000, từ 100 giảm xuống còn 80. Đến đây cậu thở dài, thôi bỏ đi, dù sao làm người cũng không thể quá tham lam, vậy thì 2.000 đi, ông chủ, 8.000 có hơi mắc, có thể giảm xuống chút không? Ông chủ đắc ý, ai ra, đồ tốt như vậy có 8.000 mà đắt sao, nhưng mà, ta thấy tiểu huynh đệ là người có duyên. Vậy cậu ra giá đi, he he, mấy chục đồng thu được một mớ, có rẻ thế nào cũng là tiền xương máu. Cậu nghiêm túc, ra giá 2.000, từ 8.000 xuống còn 2.000, sự trả giá này quá là đẳng cấp rồi, ông chủ có chút bất ngờ. À, có chút suy nghĩ, hừm hừm, tên tiểu tử này hét giá cũng gớm thiệt, nhưng mà 2.000 cũng là tiền xương máu, cậu thấy vẻ mặt của ổng có chút không chịu, sao, không được thì thôi. Ông ta thở dài, 2.000 thì 2.000, thực ra, tôi có hai món có giá 8.000, cái kia hôm qua bán cho một cô gái xinh đẹp, chủ vội vàng đưa cái ly vào trong hộp, vậy là nó đã về tay cậu. Cậu lập tức chuyển tiền, tinh tinh, giao dịch thành công. Cậu đứng dậy rồi đi khỏi sạp hàng, hai người nhìn nhau, đều nghĩ mình lời to rồi, nhưng ông chủ sạp có vẻ là lỗ rồi. Ông ta vừa quạt vừa cười, đắc ý, món đồ mấy đồng mà bán được 2.000, dễ như ăn cháo,
rác rưởi bán đi vậy mà cũng thành cổ vật. Còn bày ra vẻ mặt nham hiểm, gà mờ mà cũng đòi học người ta à, ông chủ này thật quá đáng nha. Ông ta còn nói lớn, ngu ngốc, hai nghìn lão tử lời rồi, ông ta tám với ông chủ sạp bên cạnh, hôm qua có tiểu cô nương tốn 9.000 để mua bình rượu, hôm nay lại có yến ngốc mua cái ly tươi 2.000, mua mà như không mua, ha ha ha, tiền này thật sự dễ kiếm quá. Ông chủ sạp bên cạnh khinh bỉ, khoe khoang cái gì chứ, ây, lão Vương, đó chẳng phải cô gái hôm qua bị ông lừa mua bình rượu 9.000 sao. Ông ta vội vàng nhìn xem, ông chủ sạp bên cạnh chỉ vào người cô gái, không phải đến mắng vốn ông đó chứ, ông chủ sạp cả người giật này, còn điêu, tôi không quản, tiền bạc sòng phẳng. Ông chủ cúi đầu, có vẻ cũng hơi sợ, tôi chỉ là quầy hàng nhỏ, đã bán rồi thì không hoàn tiền đâu. Cô gái đi đến trước mặt ông ta, đẩy kính lên, hỏi, hết rồi, tại sao lại hết? Ông chủ sau khi biết cô gái không phải đến để đòi lại tiền thì vui mừng. Hết cái gì? Cô gái vẻ mặt nghiêm nghị, cái ly rượu đồng ngày hôm qua đâu, tôi trả 2 vạn, không 5 vạn mua cái ly đó. Nghe cái giá này thì ông chủ há hốc mồm, cô nói bao nhiêu? Ông chủ tức đến run người, bóp nát cái bình, nhìn theo hướng cậu đi, 5 vạn, đúng là 5 vạn di động mà. Ông chủ tức giận, trầm mặc, lẽ nào cái ly đó thật sự là bảo vật sao? Rốt cuộc tên gà mờ kia làm sao mà biết được chứ? Cô gái tóc đỏ này tức giận, lão mập này phát ngốc gì chứ? Sao còn chưa ra giá? Cô nói, ông thấy không đủ, tôi có thể tăng thêm, lần này thật sự làm ông chủ sốc toàn tập. 6 vạn có bán không? Không đủ, 7 vạn, 8 vạn, ông chủ sạp bên cạnh chỉ có thể há hốc mồm mà không thể nói nên lời, ông chủ sạp lần này thật sự đã bị vả vào mặt. Cô gái tóc đỏ lần này lại càng tức giận, ây, ông chủ ông có nghe không đấy? Ông chủ sạp giận rung người, nước mắt nước mũi tèm lem, còn tự dùng tay đập vào ngực mình, gậy ông đập lưng ông mà, hồ đồ quá, 8 vạn của mình. Ông chủ sạp bên cạnh chỉ biết cười trừ, ha ha ha, lão Vương, buôn bán từ trước đến giờ tôi chưa phục ai bao giờ, hôm nay được gặp qua rồi, 300 đồng có được món rác rưởi như vậy mà bán được 8 vạn. Ông chủ sạp hiện tại chỉ có thể khóc mà trách trời, ông ta hỏi, vậy 10 vạn, cô gái vẫn vui vẻ chốt, được 10 vạn, nghe đến đây ông chủ nằm lăn ra đất đau tim, làm cô gái có chút hoang mang. Ông chủ sạp bên cạnh quất quất cô lại, cô gái à tôi nói cô nghe, lão Vương vừa bán cái ly đó rồi, cô gái có chút không hiểu, cô đoán xem giá bao nhiêu. 2.000, đồ cũ mấy chục đồng mà bán được 2.000 lận, ông chủ sạp tức xì khói mũi, cô gái tóc đỏ lúc này có hơi hoang mang, cái gì, bán rồi. Ông ta vội vàng đứng dậy, cô gái đợi đã tôi lập tức quay lại, ông ta đang muốn đi tìm cậu, thì bên kia đường có một đám đông đang tụ tập, hết giá 30 vạn, khiến hai người bên này bị thu hút, mọi người vây xung quanh bàn tán, thằng nhóc này vận khí tốt thật, ly rượu thời thanh, lão Lý ra giá tới 30 vạn. Ông lão sạp bên cạnh cười to, ai dô, lão Vương, cái ly rượu mà họ đang nói, có phải là cái của ông không vậy? Cô gái có chút khó chịu, thật là phiền phức, đứa phân chó nào dám chặn đường bổn tiểu thư. Bên này giá 30 vạn, nhưng cậu vẫn không đồng ý mà xua xua tay, có một ông lão này có chút khó hiểu. Mọi người xung quanh hét, 30 vạn đồng ý không, muốn làm sư tử khai khẩu sao, vậy 35 vạn, thì sao? Cái giá này làm ông chủ sạp hộc máu, ông lão nói 40 vạn không đủ, thì có thể thêm, cậu thở dài. Lấy cái ly cất lại vào trong hộp, nhưng đã bị ông lão chặn lại, người trẻ tuổi đừng gấp, cậu nói một cái giá đi. Cậu biết cuối cùng thời của mình cũng tới, lão tiên sinh là người trong nghề, con mạo muội kết bạn, cậu tươi cười, một giá 50 vạn, thì sao, tỷ lệ thành công cho cái giá này là 100%. Ông lão nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó thay đổi thái độ, vui vẻ tươi cười, hậu sinh khả úy, cậu tiểu bằng hữu này ta nhận. Ông chủ sạp nghe cái giá này, thì trợn tròn mắt, 50 vạn, một người bên cạnh nắm tay ông chủ sạp, lão Vương ông cũng ở đây à? Nghe nói thằng nhóc này nhặt được món hời này từ chỗ của chúng ta, cũng không biết là ông chủ nào mà xui dữ thần vậy, còn ai ở đây ngoài lão Vương nữa chứ, cười chết mất. Người đàn ông này còn hỏi, lão Vương sao sắc mặt của ông khó coi vậy, lẽ nào, làm sao có thể, lão Vương ta sống lâu như vậy, thế mà còn bị bán ép giá. Cô gái tóc đỏ ở đâu xuất hiện, ra giá 55 vạn, thấy gái, cậu sáng mắt quay lại, da trắng, chân dài, phong cách của mỹ nữ thật đơn giản, ây. Tâm cao khí cao y hệt đại tiểu thư, hệt như nữ thần của thế giới mình vậy, cậu nhìn cô cười cười, trước đây, mình không dám nhìn thẳng vào hai mắt, nhưng giờ thì lại nhìn thẳng vào mắt con gái nhà người ta, với vẻ mặt rằm khăm, đương nhiên, tỷ lệ thành công trong tay, việc đó chả phải dễ như ăn cơm uống nước sao. Cô gái bực mình, tiểu tử kia nhìn gì hả, nếu không phải do tính xấu của ông cực kỳ thích cái ly rượu này mới chịu tha thứ cho mình, thì mình cần gì phải tốn công ở đây, dù sao thì mình phải có bằng mọi giá. Cậu suy nghĩ, cô ấy 100% muốn mua cái này, nói như vậy có thể ra cái giá cao hơn, vậy để mình thử xem, cậu nhìn sang thì thấy ông chủ sạp. Nên vui vẻ tươi cười chào hỏi, ây, ông chủ ông cũng đến à, tôi vừa mới mua ly rượu chỗ ông 2.000 bây giờ thì đã hơn 50 vạn rồi. Ông chủ Vương bị mọi người xung quanh cười nhạo, đây là lão Vương sao, lão Vương ông thông minh như vậy mà có thể thật sự bị qua mắt sao. Ha ha ha, ông bán ly rượu đó giá 2.000 sao, làm ăn tốt vậy lần sau giới thiệu cho tôi với nha. Lão Vương lần này thật sự đã sụp đổ, cô gái tóc đỏ tức giận, 55 vạn rốt cuộc ngươi có bán hay không? Ông lão đi lên phẩy phẩy tay, tiểu cô nương, cô thật sự không lịch sự gì cả, chuyện gì cũng phải có trước có sau. Cô gái kiêu ngạo, lão tiên sinh, lúc nãy ông vẫn chưa thành giao mà, ông lão chau mày, nha đầu hỗn đản này, bộ dạng sao thấy quen quen.
hai người nhìn chằm chằm cậu, làm cậu có hơi giật mình. Cậu tươi cười hất vai, nhưng không phải là ta muốn mua, hay là hai vị thương lượng đi. Cô gái với ánh mắt sắc lẽm, lại là quy tắc của thị trường cổ vật, để tăng giá, cho người khác là kẻ ngốc không nhìn ra thủ đoạn của anh ta sao. Ông lão thở dài ra giá, 56 vạn, 57 vạn, 58 vạn, 60 vạn, ông lão nhìn cô vuốt râu, cô nương nhìn cô có vẻ quen quen đấy, cô và lão quỷ đế môn nam có quan hệ gì? Cô gái lập tức thay đổi vẻ mặt, vuốt vuốt tóc, ông ấy là ông nội cháu, ông là, ông lão vuốt vuốt râu cười lớn, ha ha, nước lớn đổ vào miếu Long Vương, ta là bạn của ông ấy, là ông ấy bảo con đến đây mua cái ly rượu này đúng không? Từ cuộc đấu giá mà hai người nói chuyện vui vẻ, hàn huyên, ta là Lý Vệ Quốc, cũng là giáo sư khoa sử học hàng thành như ông cháu. Ông chính là Lý Gia Gia mà ông cháu hay nhắc đến ạ, nha đầu ông cháu sức khỏe như thế nào? Ông rất khỏe, mỗi ngày đều chạy bộ. Cậu ngơ ngác giữa cuộc nói chuyện này, sau đó lên tiếng, tôi nói này, hai vị có mua ly rượu nữa không vậy? Cô gái quay đầu tức giận, mua, Lý Gia Gia đi thong thả, có thời gian cháu đến tìm ông uống trà, con sẽ tự đi đón ông. Cậu khoanh tay cười thầm, vậy mà thật sự 60 vạn đã vào trong tài khoản của cậu, cậu nhìn số tiền mình kiếm được mà thầm mừng trong lòng, tuy rằng tính toán có sai chút. Nhưng chênh lệch này, gấp 300 lần, một ngày mà thành triệu phú, mình không hổ danh là kim thủ chỉ trong chơi đồ cổ, còn biết mấy cái tiểu thuyết mất mặt gì nữa chứ. Mình chính là thằng men trong man hua mà, cậu vừa cười vừa đưa cái hộp cho cô, ánh mắt cậu sáng rực, nha đầu cho anh xin WeChat nhé. Cô gái nghe vậy có chút bất ngờ, cậu vậy mà không còn miếng liêm sỉ nào, anh thấy em có hứng thú với cổ vật, lần sau lỡ đâu anh có món đồ nào tốt, còn có thể liên hệ cho em. Cái mặt cậu trông thật giống con ếch, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà, nụ cười này trông thật ác ý, ghép đôi này quá tệ đi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Cậu còn nghĩ mình đẹp trai mà vuốt tóc, còn nháy mắt, sao vậy nha đầu, làm cô ớn lạnh cả người. Cô gái tức giận lùi lại, ai là nha đầu của ngươi? Cô nhìn cái hộp suy nghĩ, dựa vào gì mà đòi tiếp cận với mình chứ? Tự cho bản thân cao đẹp lắm hay sao mà cứ thích trèo cao, cứ làm như bản thân là con của trời vậy. Cô tức giận, làm như ngươi lớn hơn ta lắm vậy đấy. Nghe cô nói vậy, cậu thầm xác nhận, tỷ lệ Đế Thanh Thanh lớn hơn mình 0%. Cậu lộ ra nụ cười gì đó rất gian tà, không hổ là thiên kim đại tiểu thư, khí chất quả thật khá lắm, nhưng mà mình có trợ năng tỷ lệ thành công này, thì phải cho cô ta biết sự lợi hại mới được. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, làm cô gái tóc gáy phải lùi ra sau. Cậu vừa nhìn cô vừa hỏi hệ thống, tỷ lệ Đế Thanh Thanh 20 tuổi là 100%, lần này trong đầu cậu thật sự có nhiều suy nghĩ hơn. Nha đầu này 20, mình cũng 20, mình sinh 30 tháng 9, vậy cô ta là sinh tháng 10 0%, tháng 11 0%, tháng 12 cũng là 0%. Cậu thắc mắc, gì đây, nhỏ cỡ mình, lại không phải 3 tháng cuối, lẽ nào trùng hợp vậy, lại cùng một ngày với mình sao, hệ thống xác nhận 100%. Thấy vậy, cậu ho khục khục, đến mức sặc, cô gái tức giận hét, ngươi làm cái trò khỉ gì đấy, cậu nghiêm nghị dùng tay chặn lại, này, khoan vội đã. Cậu suy nghĩ, mình là chiều 3 giờ 23 phút ra đời, cô ta nhỏ hơn mình, vậy phải là 7 giờ đến 12 giờ tối sao, không phải, phải là sau 5 giờ chiều, chiều 3 giờ 30 phút, cũng không phải vậy, vậy là 4 giờ. Cậu mừng như điên, cuối cùng cũng ra rồi, trùng hợp đấy, chỉ cách mình có một vài phút đồng hồ thôi, muốn làm chị của ta à, không dễ vậy đâu nhé. Cô gái không muốn nhiều lời với cậu, vô duyên vô cớ. Cô vội bỏ đi, thì bị cậu gọi lại, Đế nha đầu, đừng nói ta phán như thần nhé. Cô gái quay lại, cho ngươi lên mặt rồi chà nát người. Cậu ra vẻ bấm đốt ngón tay, cô năm nay 20 tuổi, xin vào cuối tháng 9 không sai chứ. Nghe vậy cô hoảng hốt quay lại, ngươi, cậu nhìn cô, sao ta biết chứ gì, đương nhiên là ta đoán ra rồi. Cô bực mình, vẽ mặt ngạo mạn của hắn chi không hết luôn rồi, muốn học làm quen với ta, cô vội vàng bỏ đi, giả thần giả quỷ. Cậu cười cười, ta còn lợi hại hơn vậy nữa đấy, để ta tính tính xem, cô sinh vào ngày 30 tháng 9, tầm 3 giờ 30 phút chiều đúng chứ. Nghe đến đây cô đứng sững lại, hốt hoảng, sao có thể chứ. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, ta khinh, thật hay giả vậy, chi tiết đến vậy, hắn ta thật sự có thể đoán ra sao, ây da, nhìn sắc mặt cô ta kìa, chắc chúng 8-9 phần rồi. Đám người già bên kia tức giận, cái gì mà đoán mệnh, đã thế kỷ 21 rồi còn mê tín dữ vậy. Thì đó, theo tôi thấy tên nhóc này vì muốn cưa gái mà điều tra về cô gái trước rồi, biến thái. Không ngờ cậu vậy mà bị gắn cho cái mát biến thái, khiến cậu có hơi sốc, hở, cái gì mà biến thái chứ. Biến thái có thể tra ra chi tiết vậy sao, vẫn là nên cho các ngươi mở mang tầm mắt mới được. Cậu tiếp tục vung ngón tay để bấm đốt, để ta đón đoán xem nhé. 3 giờ 30 phút không tới, 3 giờ 24 phút, cô hốt hoảng đứng khựng lại, tới rồi, cô ra đời 30 tháng 9. 3 giờ 24 phút chiều, giây thứ 36, cậu vừa nói vẻ mặt rất đắc ý. Cô gái vừa bấm điện thoại vừa rung rung tay, cô gọi cho mẹ, này, Thanh Thanh. Sao vậy? Cô hỏi mẹ, mẹ, con ra đời vào thời gian nào vậy ạ? Ngày 30 tháng 9 khoảng 3 giờ 30 phút chiều, Thanh Thanh, như này mà con cũng không nhớ sao. Nhưng cô nói với mẹ cô không phải ạ, cụ thể hơn chút nữa, mẹ con hỏi mẹ, có phải con sinh lúc 3 giờ 24 phút không? Đợi đã, này mẹ không nhớ rõ nữa, để mẹ xem lại giấy khai sinh đã, cất trong tủ bảo hiểm. Sau 3 phút, là chiều 3 giờ 24 phút 36 giây giây, nghe đến đây cô thật sự đã ngơ ngác, Thanh Thanh, sao con biết vậy, này, con còn đó không? Cô gái quay lại, không hiểu tại sao cậu vậy mà có thể đoán được,
ai ra đế nha đầu, muốn gì thì cứ hỏi đi. Cứ nhìn ta vậy ta ngại lắm đấy. Cô tức giận bỏ đi đến mức bốc khói, không tò mò làm tốn thời gian với ngươi đâu. Cậu vội vàng chạy đến trước mặt cô, ấy ấy, chỉ là đùa giỡn chút thôi mà, đều là đoán bừa cả đấy. Cô nghiến răng, chỉ vào người cậu. Ngươi chuẩn xác đến số giây mà là đoán bừa được sao? Ngươi coi ta là đứa ngốc à? Cậu u mê trầm ngâm trong sắc đẹp của cô, không hỏi là nữ thần mỹ nữ. Tức giận cũng vô cùng xinh đẹp, cậu bỏ qua cho thái độ của cô, vẫn cười cười nói, thôi vậy, không giỡn nữa, nói cô biết là do ta tự tính ra đấy. Cô bất ngờ, tính ra sao, người có gạt người không vậy, cậu vậy mà làm ra bộ dạng của một đạo sĩ, này đế nha đầu, không phải cứ những người coi mệnh đều là lừa đảo. Trình độ của ta không phải cô đã thấy rồi sao, cậu sáp lại gần cô, nếu như ta đoán không sai, đế nha đầu hôm nay mặc màu đen. Nghe đến đây cô tức giận đến mức đỏ mặt, câm miệng, nha đầu này, chắc không phải vẫn chưa quen qua ai đấy chứ. Hệ thống vậy mà hiển thị 100%, khiến cậu há hốc mồm, cô gái tức giận giơ nắm đấm, nhìn gì mà nhìn, đừng có mà lại gần. Cậu sờ sờ cằm suy nghĩ, dựa vào trực giác của mình, nha đầu này ghét đàn ông, không thích chuyện yêu đương, nói không chừng còn là lét. Vậy mà thật sự đúng 100%, làm cậu hốt hoảng đến mức nhảy dựng cả lên, thật hay giả vậy, chết tiệt, là lét thật luôn. Cô run run tay chỉ thẳng vào mặt cậu, ngươi nói gì, cô muốn nói, nhưng vì có quá nhiều người xung quanh. Ta nói gì không lẽ cô không hiểu sao, cô vội vàng kéo cậu đi, ngươi qua đây cho ta, hiện tại cậu trông rất tự đắc. Hai người vội vàng chạy khỏi giữa đám đông, cô dùng chân ép cậu vào tường, nói đi, sao ngươi biết được chuyện của ta và cô ấy? Cậu cười cười nhìn cô, ta chỉ cần đoán một cái, cô không tin. Ăn nói hồ đồ, cậu khoanh tay nghiêng đầu, không tin, ta còn đoán ra trên người cô có 3 nốt ruồi đấy, nói thì nói chứ sao cứ sáp vào mặt người ta vậy, để xem lần này cô có tin không nhé. Cô đỏ mặt, ngươi. Vậy là hai người đã kết bạn thành công. Cậu hất tay, được rồi, nếu như ta còn ngửi được chuyện gì đặc biệt nhất định sẽ liên hệ với cô. Đương nhiên, cũng rất vinh dự đón tiếp cô đến tìm ta xem vận mệnh, cô gái lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vừa đi vừa hát, tỷ lệ thành công này thật láo cá, ngay cả bí mật của người khác cũng có thể biết, nhưng cũng không ngờ mình gặp phải một cô lét, nhà còn dùng nó để đập tan biến mực nữa chứ. Đang đi thì cậu phát hiện ra cái gì đó, thì ra là ông lão hồi chiều, lão già đó đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Lẽ nào ông ta nghe được gì rồi sao? Tỷ lệ đế Thanh Thanh là lét bị gia đình phát hiện 0%. Cậu hoang mang, hở, ý gì đây, tỷ lệ vậy mà đang thay đổi, cô ta là lét bị phát hiện rồi, hay là chưa bị phát hiện, cậu trợn tròn mắt, hình như đã phát hiện ra điều gì đó, đợi đã, mình có một suy nghĩ táo bạo quá, lẽ nào sự thay đổi này là do mình gặp đế Thanh Thanh. Cậu thấy ông lão đang nói chuyện điện thoại, thì đổ mồ hôi hột, chết tiệt, lão Lý đang liên lạc với nhà đế Thanh Thanh, chuyện này thật sự bại lộ rồi, đúng tất cả là như vậy, tất cả là lỗi của cậu, nhưng cậu lại chối, đâu phải do mình cố ý đâu. Cô gái tóc đỏ đứng trong hẻm thì tiếng điện thoại vang lên, Bạch Võ, đế nha đầu, tôi xem cho cô thêm một lần nữa. Bí mật của cô sợ không giấu được gia đình cô nữa đâu, e rằng bây giờ đã bị phát hiện mất rồi. Thấy được tin nhắn này cô hốt hoảng, vội vàng chạy kiếm người. Cô chạy ra khỏi hẻm thì không thấy cậu đâu, người đâu, cô nhắn lại, Bạch Võ, ý của ngươi rốt cuộc là sao, cậu suy nghĩ. Ba mẹ đế Thanh Thanh chắc trong tầm nửa tiếng nữa sẽ gọi cho cô ấy thôi, vậy mà thật sự chính xác 100%, cậu cho mày, ngắn thêm chút, 15 phút, 5 phút, vậy mà đều là 100%. Hai, tôi vừa xem được thêm một quẻ, chúc mừng cô, chưa đến 5 phút nữa, người nhà cô sẽ liên lạc cô để hỏi chuyện đấy. Vậy mà thật sự mẹ cô đã gọi điện đến, Thanh Thanh, con mau về, ba và mẹ có chuyện muốn hỏi con, lần này cô thực sự sợ đến toát mồ hôi hột. Cậu thở dài, xem ra cô ta nên giải thích rõ ràng, quả nhiên gia trưởng luôn là cửa ải khó nhất trong tình yêu. Nhưng cậu vẫn tươi cười vì như mình cho độc thân lại có năng lực tỷ lệ thành công trong tay. Những tiếng khóc đau thương của người thường đã không cùng đẳng cấp với mình rồi, chỉ tiếc là gặp được em nào ngon cũng không thể cưa thôi. Điện thoại trong tay bỗng nhiên rung lên, làm cậu giật cả mình. Mẹ cậu gọi cho cậu, mẹ, sao tự dưng lại gọi điện vậy, xảy ra chuyện gì vậy, xem mắt, mẹ. Con mới 20 mà mẹ đang muốn con đi xem mắt, con sẽ không đi xem mắt, dù nói thì nói như vậy, nhưng 8 giờ 15 phút tối. Cậu vậy mà thật sự đến để xem mắt, người ta thì đang khổ sở, còn cậu thì nhẹ nhẹ trong quán cà phê thưởng thức. Hai. Dù sao cũng đã hiện sẵn rồi thì vẫn nên đến sớm cho có lễ nghĩa, loại người theo đuổi không ít, cần gì đi xem mắt chứ, cô gái trong điện thoại thật sự rất đẹp. Cậu quay sang, thì ra là cô gái trong điện thoại cậu vừa xem, vậy mà cô gái tóc đỏ lúc chiều lại còn đang níu kéo với cổ, đó không phải đế Thanh Thanh sao, sao cô ta cũng đến đây. Thấy tình cảnh của hai người, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, lẽ nào đối tượng xem mắt là đối phương của Thanh Thanh. Vậy mà đúng 100%, đế Thanh Thanh hiện tại vẫn đang níu kéo cô gái. Cậu thấy tình cảnh này, nước trong miệng cũng phải phụt ra. Chắc không phải mỗi gia sắp xếp buổi xem mắt là phản ứng sau khi mình biết bí mật của Thanh Thanh bị bại lộ. Cậu có hơi hoang mang, một người đòi chia tay, một người níu kéo, drama dữ vậy trời. Cô gái tóc xanh đã chú ý đến cậu, cô cau mày, vội hất tay đế Thanh Thanh ra, cô ấy vậy mà thật sự đã rơi nước mắt. Cậu thấy ánh mắt của cô rất hốt hoảng, lạnh cả sống lưng, ánh mắt của nha đầu này cứ như muốn giết người vậy. Cô gái tóc xanh thở phào nhẹ nhõm. Cô đi đến bắt tay với cậu, anh là Bạch Võ đúng không? Tôi là Mộ Y Nhi, tôi thấy anh cũng được đấy, cô đề nghị chúng ta ở bên nhau đi. Nghe vậy mọi người xung quanh bất ngờ, cậu cũng hốt hoảng đến mức ốm cả người. Đế Thanh Thanh vừa khóc, vừa cầu xin, chị Mộ.
cậu không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào, chuyện này có vẻ hơi lộn xộn đấy. Mộ Y Nhi hỏi, anh có bất mãn gì với tôi sao? Cậu cười trừ xua xua tay, đâu có đâu có, cô chỗ nào chẳng tốt, chính là cảm giác như nằm mơ vậy. Mộ Y Nhi ghé sát vào tai cậu, ta là nói nghiêm túc đấy, không đùa đâu. Cô ôm chặt người cậu, khiến cậu hốt hoảng. Thật sự không phải nằm mơ sao? Hoàn toàn không phải. Mộ Y Nhi đẩy cậu ra, sao cứ cảm thấy không phải chuyện gì đó tốt lành cả. Cô chau mày, nhảy đến hôn cậu. Đế Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này, cả thế giới của cô dường như sụp đổ. Mộ Y Nhi sau khi hôn cậu xong thì đứng dậy bảo cậu đi thôi, cậu vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi, đi đâu cơ chứ? Cô gãi gãi đầu, đi về nhà tôi, gặp cha mẹ tôi. Đế Thanh Thanh vội chạy khỏi nơi đã làm cô đau lòng, cậu bực mình, Mộ Y Nhi trông có vẻ chẳng vui vẻ gì thật lòng cả. Tuy đã vậy rồi, tính lấy ta làm bình phong để Đế Thanh Thanh chết tâm chứ gì, phán đoán của cậu chính xác 100%. Tuy rằng việc này nói mình cũng có lợi nhưng việc vô duyên vô cớ bị lợi dụng thế này thật có chút không thoải mái. Mộ Y Nhi nhìn chằm chằm cậu, nếu không phải nhờ có tỷ lệ thành công thì sao biết được cô ta là lẽ chứ, gì cũng không nói, còn không phải lừa gạt sao. Mộ Y Nhi đứng dậy, rốt cuộc có đi hay không? Cậu hỏi hệ thống, cô ta thật sự muốn dắt mình đi gặp ba mẹ sao? Chính xác 100%, cậu thắc mắc, việc này thật sự nghiêm túc sao? Không phải chỉ muốn ta làm bình phong mà còn muốn tiến xa hơn sao? Gặp ba mẹ, hay là muốn tìm người bạn trai để qua mặt ba mẹ? Tất cả những gì cậu phán đoán đều đúng. Cậu gọi cô lại, Mộ Y Nhi, cô quay lại hỏi, thế nào, quá lời rồi còn gì, muốn phản đối sao? Cậu thật sự rất tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, tức quá, ỉ đẹp chút mà muốn làm gì làm sao, thứ lợi lộc này ta đây không cần. Mộ Y Nhi rơi nước mắt, cậu có chút giật mình, không có tôi đâu phản đối gì, làm trò gì đây, ta còn chưa đồng ý qua lại với cô ta. Mà nghĩ lại sao cô nào cô nấy mình muốn cưa cũng là lét hết vậy, rốt cuộc Mộ Y Nhi này muốn sao đây. Mộ Y Nhi về đến nhà, thưa ba mẹ con về rồi, mẹ của cô ta cầm chổi lông gà đi ra, trông có vẻ rất tức giận, chẳng phải con đi gặp mặt ư, con bơ cuộc hẹn ư, Y Nhi con. Cô vội vàng kéo cậu ra và giới thiệu, mẹ, đây là bạn trai con Bạch Vũ, lần đầu gặp mặt người nhà cậu ta cứng đơ cả người, cháu chào cô ạ. Cậu hốt hoảng đến chảy mồ hôi đầm đìa, chết mẹ, nhất thời nhẹ dạ cả tin liền bị kéo tới đây, lần này phải cùng cô ta diễn kịch rồi. Cậu nhìn sang Mộ Y Nhi, tiếp theo là khó khăn này có xem như là anh hùng cứu mỹ nhân không hả? Mẹ của cô sau khi thấy cô dắt bạn trai về nhà thì vẻ mặt vui mừng hớn hở, Y Nhi con có bạn trai rồi ư, sao không nói sớm chứ? Bất ngờ một người bên trong là hét toáng lên, cái gì, có thật không vậy? Tiếng gọi này càng làm cậu hoảng sợ hơn, âm thanh này, sao có cảm giác như sách giao tới vậy? Bố của Mộ Y Nhi từ trong bay ra, tiểu tử này trông không tồi ha, mọi người vui vẻ chào đón cậu, thật ra bọn con quen nhau đã lâu rồi, sau đó lại chia tay để chăm lo sự nghiệp. Không ngờ lần này xem mặt lại gặp nhau, bà mẹ hớn hở, hóa ra như vậy, hèn gì thành tích cấp 3 của con sao lại tụt như vậy, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt ngơ ngác. Bố của Mộ Y Nhi kéo cậu đi, ôi, mấy thứ này nói sau đi, mau vào đây nào, bà nó tối nay mau làm mấy món ruột đi. Nghe ông nói vậy bà cũng ok, cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn sang Mộ Y Nhi, cái này là nhiệt tình quá mức rồi, nếu không phải là mình biết trước, chắc bị dọa chạy mất dép quá. Mẹ của Mộ Y Nhi vậy mà mới đó đã đi chợ xong, trên tay còn xách một cái đùi lớn, Mộ Y Nhi cũng bất lực với cái gia đình này. Bố của Mộ Y Nhi lôi cậu vào phòng, bảo cậu và Mộ Y Nhi ngồi xuống giường, hai đứa ngồi đây, ta và bà ấy làm nước trái cây cho hai đứa, nghe đến đây làm cậu giật mình hốt hoảng. Sau khi ông ấy ra khỏi cửa, cậu có chút hoảng hỏi, cụ, Y Nhi, cậu thật sự là thân sinh của hai người đó đó sao, tính cách khác nhau vậy mà là con ruột 100%. Hai người nhìn mặt nhau cũng gượng cười, ha ha ha. Mẹ của Mộ Y Nhi bước vào phòng, trên tay còn cầm đĩa trái cây, vẻ mặt vui mừng hớn hở, Y Nhi. Ông bố vội vàng chạy đến đẩy bà mẹ đi, làm bà có chút khó hiểu, ông còn nhìn vào cửa, kiểu làm tốt lắm, quá đã rồi rồi, hai con cứ tiếp tục đi. Sau khi đóng cửa, ông ấy còn bảo mẹ của Mộ Y Nhi, bà nó ơi, tối nay làm canh đại bổ thập toàn nhé. Mộ Y Nhi nghe đến đây ngượng chín mặt, à vâng, đây là lần đầu tiên ba mẹ thấy tôi dẫn bạn trai về nhà, vậy nên họ rất kích động, cậu suy nghĩ, hừm, chuyện gì thế này. Bỗng dưng cậu đột nhiên vui vẻ với suy nghĩ của mình, lần đầu tiên gặp mặt mà nhà gái lại nhiệt tình thế ư. Hai người bên trong nói chuyện thì hai ông bà già ở ngoài lại nghe lén. Bố của Mộ Y Nhi có chút bực mình, sao lại không có động tĩnh gì hết vậy, rõ ràng tôi đã ám hiệu cho tiểu tử đó rồi mà, đồ ăn dân lên tới miệng rồi còn không biết hưởng. Mẹ của Mộ Y Nhi nghe đến đây tức bốc khói, mắng, cái gì, ông không sợ thằng nhóc đó nổi thú tính sàm sỡ Y Nhi sao? Bố của Mộ Y Nhi vội vàng bịt miệng bà lại, nhỏ tiếng coi, nhỡ đâu không nổi máu dê được thì sao? Ông ta cười nham hiểm cầm trên tay con dao, không thử làm sao biết thật hay giả, bà nó cứ yên tâm tôi đã lên kế hoạch hết rồi, nếu thằng nhóc đó mà dám làm gì. Cậu nghiêm túc suy nghĩ, chuyện này nhờ đâu bị làm rối tung thì sao, hay là cứ nói rõ với cô ấy trước đi. Cậu tiến lại gần cô, chúng ta, nhưng cô thấy cậu có hơi sợ hãi nên lùi lại. Cậu mới khựng lại giật mình, hóa ra là mình làm cho cô ấy sợ hãi, Mộ Y Nhi vẫn còn lùi về phía sau, cậu thở dài, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút đi. Mộ Y Nhi lo lắng, xin lỗi, tôi cần chút thời gian để thích ứng với mối quan hệ bây giờ của chúng ta. Nghe vậy cậu vội vàng lùi lại, là tôi mạo phạm rồi, cô đang căng thẳng hả, là tôi cách xa một chút. Cô nghe vậy thì biết mình không nên làm vậy, nên tiến tới, nhưng cô vẫn còn hoảng sợ, cô cố gắng tươi cười.
Cảm ơn anh, tôi không sao đâu, tôi có thể, tôi sẽ cố gắng thích nghi. Cậu nghe vậy thì cũng có chút giật mình. Cậu phát hiện, cô đúng là mỹ nhân không góc chết lật mặt 360 độ. Nếu thật sự muốn làm bạn gái mình thì ok rồi, bây giờ mình nắm tay cô ấy. Tỷ lệ cô ấy không phản kháng là bao nhiêu? 80%. Cậu có chút vui vẻ, tham lam hỏi thêm, ta hiện tại thuận thế mà ôm lấy nàng thì sao? 76%. Má ơi, hôn thì sao? 59%. Cậu nghi ngờ, kiếp trước mình thật sự có thể giải cứu cả giải ngân hà sao? Nhưng vội trấn tỉnh lại, không không. Cô em này chỉ muốn tìm một người bạn trai bình phong để lừa gạt ba mẹ cô ta mà thôi. Mình khỏe mạnh bình thường, độc thân lâu như vậy rồi, làm sao có thể làm những chuyện như vậy chứ? Cậu sờ cằm suy nghĩ, lần này không thể đục nước béo cò được, vẫn là thẳng thắn đối diện với cô ấy vẫn tốt hơn. Tay cậu run run từ từ giơ lên, vì quá căng thẳng nên hai chân cậu đạp lên nhau, làm cậu té sấp mặt. Cha mẹ của Mộ Y Nhi xông vào, trên tay còn cầm một con dao. Y Nhi, sao vậy? Con không sao chứ? Và điều càng làm ông ta hoảng hốt chính là khung cảnh trước mặt, cậu đang quỳ trước mặt cô. Mộ Y Nhi đỏ mặt hỏi, ba làm cái gì thế? Mẹ của cô vội xách tay ông ấy lên, không có gì, ba con bị hoảng sợ nên mới vậy. Cậu ngồi phịch xuống sàn, sợ hãi thở dài. Má ơi, là dao ư? Mặt cậu tối sầm xuống, tình huống gì thế này? Mình đã sơ múi được gì đâu, cũng chẳng biết tại sao lại bị kéo vào đây, rồi sao lại vác dao vào đây. Cậu lấy tay lau mồ hôi, thở dài, không có chủ ý. Cậu đột ngột nhận ra điều gì đó, ông ta không tin mình là bạn trai của Y Nhi mà. Bên ngoài, mẹ của Mộ Y Nhi đang đánh bố của cô. Ông khùng à, chỉ là thử thôi mà, ông cầm dao làm gì? Bố của Mộ Y Nhi xoa xoa đầu. Chẳng phải tôi sợ tên tiểu tử đó nổi dã tâm mà hạ thủ với Y Nhi sao? Vả lại Y Nhi của chúng ta lại đẹp như thế nữa. Cậu bất lực thở dài, nhìn trời nhìn đất, chả hiểu gì mà bị lôi ra làm bạn trai hờ, xém chút nữa bị trưởng bối thanh lý luôn rồi. Vở kịch này diễn biến thật không có nhân tính mà. Mộ Y Nhi hỏi cậu, cậu không sao chứ? Cậu vậy mà vẫn chưa đứng lên, nhưng suy cho cùng đây là chuyện nhà cô ấy, mình không nên tiếp tục diễn nữa, tẩu vi thượng sách. Cậu đứng dậy nhìn cô, cái kia, Y Nhi, tôi thấy chuyện của chúng ta phải thương lượng lại, hôm nay không còn sớm nữa, cô cho mày bực mình. Cậu muốn nuốt lời, cậu nghiêm túc đáp, cô cho rằng chuyện vở kịch này là có thể lừa được ba mẹ cô sao? Cậu khẳng định, phải, tôi không muốn tiếp tục diễn với cô nữa. Bọn họ thực ra chỉ quan tâm cô, mà cô lại lấy tôi ra để lừa gạt bọn họ, tôi nghĩ cô nên thẳng thắn với ba mẹ cô mới là cách tốt nhất. Nghe cậu nói đến đây, cô cũng giật mình suy nghĩ lại, tôi, cô nắm tay níu kéo cậu có thể giúp tôi một chút không, chỉ lần này. Còn nở một nụ cười nham hiểm, ha ha, ha ha ha, bố mẹ của Mộ Y Nhi đứng bên ngoài nghe lén, nghe được nụ cười này của cậu, có hơi tóc gáy nổi cả da gà, bố của cô suy đoán. Sao giống như đang cãi nhau vậy, mẹ của cô thì sáng mắt mừng rỡ, ai ra, yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường, cũng tại ông nói lung tung cả đó, nghi thần nghi quỷ gì chứ. Bà mới nhớ lại chuyện lúc này, tức giận hét lớn, à ha, nhất định là do ông vác dao vào dọa thằng nhỏ, nên hai đứa mới cãi nhau, không được chúng ta phải nghĩ cách thôi, người trẻ tuổi cãi nhau thì sẽ chia tay đấy. Sau khi cậu ra khỏi cửa, thì bố mẹ của Mộ Y Nhi vội vàng chạy đến, mẹ của cô nhìn thấy cậu thì có chút giật mình. Cậu cũng biết, mình sẽ không tiếp tục ở lại đây nữa, như vậy không giúp được cô ấy, mà là hại cô ấy. Cậu vội vàng bước ra khỏi cửa nhà cô, mẹ của cô gọi lại, ấy Tiểu Vũ đừng mang, lúc nãy hầm canh gì không cẩn thận làm ướt giày con rồi. Sau khi nghe bà ấy nói vậy, cậu hoảng hốt đến mức trợn tròn mắt, nan ý, cái gì, đôi giày vậy mà bị đổ canh ư? Tối hôm đó trước khi đi ngủ, cậu nằm chằng chọc, nhớ lại hình ảnh xinh đẹp của Mộ Y Nhi. Cậu có chút bất lực thở dài, phù, vẫn là kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều, vừa có tiền, vừa sảng khoái, ngày mai lại đi phố đồ cổ vậy. Sáng hôm sau, tại phố đồ cổ, ông chủ sạp hàng này vẫn còn tức vì bị cậu mua đồ cổ với giá thấp bán lại với giá cao. Ông ta tức giận đến mức xì khói mũi, hôm qua sơ suất một phát, bị một tên gà mờ khẳm đi mớ tiền thiệt mất mặt, nhất định phải tìm cơ hội khác. Đang nói hưu nói vượn một mình thì bóng dáng ai đó quen thuộc hiện lên, ông chủ vội vàng vui vẻ chào mời khách. Cậu xem có món nào mình thích không thì nhận ra là cậu vậy mà không lễ phép đứng lại ở trước mặt trưởng bối. Vẻ mặt còn giễu cợt, hello, ông chủ Vương, hôm nay có đi nông thôn thu thập cổ vật nữa không? Ý là có thu được món đồ cổ gì không ấy mà. Ông chủ Vương bày ra vẻ mặt tươi cười, chàng trai trẻ, cậu đến thật trùng hợp quá đi, đêm qua ta đi lấy về không ít cổ vật đó. Cậu có muốn xem chút không? Lần này ông ta lại có suy nghĩ thâm độc, đồ ta chuẩn bị cho cậu lần này, chỉ cần cậu mua thì ta sẽ lời được một khối. Cậu vẫn còn đang nhai bánh nhóp nhép trong miệng, nếu như vậy, cái kia Vương lão bản, người dẫn đường đi, ông chủ giơ tay chỉ vào sạp hàng, tới, tiểu hòa tử. Người tới nhìn một cái, đây là ta từ trong ngọn núi trong một thôn mặt hoa, người có biết ta phải bỏ ra 5 vạn nhưng dân tệ mới mua được bộ đồ sứ này đó. Ông ta còn đi đến nói nhỏ với cậu, bán nhà ta chuyên môn tìm cuối thôn, sau khi nghe qua thôn dân nói, nghe nói gia đình kia. Tùy mặt thời điểm theo lý thế dân làm giàu, ở võ tắc thiên thời điểm hưng thịnh, ông ta còn làm ra vẻ bí ẩn, vì lẽ đó, mấy cái đồ sứ, rất có thể là. Nghe đến đây cậu vui vẻ như phát điên, đường tam thải. Ông chủ vội lau bánh trên mặt mình, không sai, bất luận là về cách chế tác hay là màu sắc đều có thể thấy được. Cặp bình gốm sứ này rất có thể là gốm màu thời đường, xem cậu là khách quen, cậu làm ra vẻ mặt rất hứng thú. Cậu còn ngây ngô hỏi lão Vương, cặp cổ vật này, ông chủ ông định bán bao nhiêu? Lão Vương đưa ngón cái ngón út,
số này nè, chàng trai, cậu thấy sao? Cậu hét, 60, làm ông chủ Vương hoảng sợ, cậu nắm tay lão Vương, ông chủ Vương, ông cũng khách khí quá rồi, cặp tình gốm sứ này mà chỉ lấy tôi có 60 đồng. Tôi thấy cặp gốm sứ này, chất lượng cũng rất tốt, coi như là đến đồ sứ trong xưởng mua, một cái cũng phải khoảng chục đến trăm tệ chứ. Ông chủ Vương đổ mồ hôi hột bất lực nhìn cậu, không phải, chàng trai trẻ, cậu hiểu, không được, ông chủ, 60 đồng. Thật sự quá rẻ rồi, cậu còn đập đập vào bụng ông ta, nếu mà tôi đem 60 đồng mua cặp bình gốm sứ này về, tôi lương tâm hơi bất an. Nghe đến đây lão Vương tức giận, cậu sờ tim tôi đấy, vẻ mặt cậu cáo già, sờ lên vai ông chủ, như vậy đi. Ông chủ, tôi sẽ không để ông chịu thiệt đâu, để tôi nghĩ kỹ lại đã, rồi đưa cho ông một cái giá hợp lý. Cậu vừa nhai bánh vừa nhìn vào đống đồ gốm, cặp gốm này thật sự là gốm màu thời đường sao, tỷ lệ hàng thật chỉ có 14,28%, cậu lấy bánh nhét vào hết trong họng, quả nhiên đều là hàng giả. Chờ chút, cậu đột ngột phát hiện chuyện gì đó, chờ một chút 14,28% cũng chính là 1/7, khó nói cái này 7 cái đồ sứ bên trong, thật sự có một cái là đồ cổ. Nghĩ đến đây cậu vừa ăn bánh vừa nghẹn, vội vàng lấy tay dỗ dỗ ngực, nếu là thật, giá trị phải hơn 1.000 vạn ấy chứ, tỷ lệ hàng thật 100%, tỷ lệ bán 1.000 vạn được 90%. Cậu nhìn sang ông chủ phủi phủi tay, ông chủ cho cái giá chính xác đi, cặp này bao nhiêu tiền, ông chủ lấy quạt che miệng, cứ nghĩ mình hôm nay đã lừa được một vố lớn, he he, thế này là ngon ăn rồi. Ông chủ Vương hình mặt lên trời, vui vẻ tươi cười đáp, chàng trai trẻ, ta thấy cậu khá thuận mắt, chỉ cần 60 vạn, cặp gốm màu thời đường này, cậu có thể mang đi. Cậu vui vẻ hỏi lại, 60 vạn, trong mắt cậu ông chủ Vương hiện tại cứ như là thần tài. Ông chủ Vương tiếp tục nói, nếu cậu cảm thấy mắc, ta bớt cho cậu một cái giá, 50 vạn. Lần này cậu không trả giá, mà vui vẻ, được, không thành vấn đề, ta hiện tại liền chuyển khoản, sau khi quét mã để chuyển khoản. Ông chủ Vương nhận được 50 vạn thì có hơi ngạc nhiên, sau khi mua xong thì cậu vội vàng chạy đi. Lần này ông chủ Vương có chút suy nghĩ mơ hồ, lẽ nào trong số đồ gốm đó có hàng thật sao? Ông chủ Vương ôm mặt sợ hãi, không thể nào. Số đồ gốm sứ đó đều là mình mua xỉ từ một sơn thôn chuyên làm đồ gốm màu thủ công thời đường mà, ha ha ha, hắn ta ăn được một vố, đều cho rằng mình gặp vận may như trong tiểu thuyết sao. Ông chủ Vương vừa thở dài vừa lấy quạt quạt, thật sự cho rằng hàng vỉa hè nào cũng tùy tiện mua cũng mua được gốm màu thời đường sao, đúng là trẻ người non dạ mà. Ông ta cười lớn, bán cho cậu ta 50 vạn, số tiền này dễ kiếm quá mà, gà mờ chính là gà mờ, chơi với lão, không có cửa, đang vui vẻ thì có một chiếc xe màu hồng chạy đến. Dừng trước sạp của ông chủ Vương, một cô gái đi ra khỏi xe, ông chủ, tối qua số gốm sứ thời đường tôi bán ông 1.500 đồng đâu, ta đồng ý ra giá 1 vạn tệ tiền mua về. Nghe đến đây ông chủ ngơ ngác, nàn ý, 1.000 vạn. Cô gái cầu xin ông chủ, xin chú đấy, đại thúc, trong bộ đồ gốm đó có một thứ rất quan trọng với ông của cháu, nếu như không bán, thúc bán cho cháu đi. Ông chủ nghe đến đây hồn bay phách lạc, 1.000 vạn, không phải là ta không bán cho cô, ta vừa nãy đã đóng gói toàn bộ bán cho người khác, cô gái nghe vậy giật mình. Ông chủ sạp bên cạnh cười nói, đúng vậy tiểu cô nương, không biết lão Vương lừa tên tiểu tử kia kiểu gì, vài thủ thuật khoe mẽ hàng mới, cậu ta thật sự lấy 50 vạn ra mua liền. Vài giây trước hai người còn vui vẻ, lão Vương ạ, ta như này là đang ước ao chỉ mong được như ngươi. Khi nào ta mới gặp phải tên Vương tiền như rác đây, kha kha, người trẻ tuổi mà, bốc đồng nông nổi cũng là thường tình à. Cô gái nghe đến đây khóc ròng, song, lo ăn gà quá, mình đã để chiếc đồ gốm nó lên kệ bán đi mất tiêu, chết chắc rồi, hôm nay mình chắc chắn chết chắc rồi. Ông chủ Vương thấy cô khóc thì hơi hoảng loạn, lắc lắc tay, ai ai, tiểu cô nương, người đừng có khóc mà, mặc dù đồ gốm màu đó là do ông cô đặc biệt làm, nhưng cùng lắm cũng chỉ là mô phỏng theo gốm màu đương thời thôi mà, trở lại cùng gia gia cô nói lời xin lỗi liền xong việc, không cần khóc đâu. Cô gái hét lớn, ai nói cho ngươi nó chỉ là hàng nhái, gốm màu đó, tổ tiên nhà tôi truyền lại chỉ có một chiếc gốm màu thời đường đó. Trước đây có người ra giá 1.000 vạn, nhưng vẫn là bị ông nội tôi cho từ chối. Nghe đến đây, ông chủ Vương giật mình, đổ mồ hôi hột, 1.000 vạn, ông chủ sạp bên cạnh lại an ủi, lão Vương à, ông gần đây hơi nhỏ ha. Mới hôm qua đem chén rượu đồng thời thanh đáng giá 2.000 vạn bán với giá 60 vạn, hôm nay lại bán bình gốm màu thời đường đáng giá 1.000 vạn, bán 50 vạn liền vui mừng đã lừa được người ta. Cô gái hốt hoảng hỏi, uy, mấy người nói tên tiểu tử đó, cầm chiếc bình gốm màu đó đi hướng nào rồi? Ông chủ Vương bất lực chỉ tay về phương hướng cổ vận các. Tại cổ vận các, cậu đem những món đồ gốm mình mới mua được cho một ông lão chuyên xem đồ cổ để kiểm định. Ông ta nhận xét thần thái sinh động, sắc men tươi mới. Ông lão này càng soi càng kỹ, ngoại hình tuyệt đẹp. Ông kinh ngạc, trong nhà lão gia ta đây cũng có một con lạc đà như vậy, y hệt con của cậu. Gốm sứ lưu truyền ngàn năm cũng khó mà sánh được. Không phải cậu nói Vương Hữu Đức bán cho cậu sao? Ta còn tưởng cháu gái ta lén trộm đồ đem bán đi chứ. Cậu ngồi nhâm nhi ly trà suy nghĩ, gốm sứ màu từ thời đường lưu truyền lại, giống nhau như đúc. Không phải vốn màu thời đường này là của ông ta đấy chứ, chỉ hỏi vu vơ vậy mà chính xác 100%, làm cậu ngay cả chè trong miệng cũng phải phục ra. Ông lão thấy tội như vậy nên mới hỏi, thế nào, Bạch tiên sinh, cậu vội vàng cười xua xua tay, không, không có gì, không cẩn thận bị bỏng thôi. Cậu vừa sờ cằm vừa suy nghĩ, holy shit, vị này đường tam thải, sẽ không phải là người mập mạp kia trộm được chứ, nhưng tỷ lệ tên mập kia trộm chỉ 0%, không phải lão Vương.
Bỗng trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ, làm cậu có chút giật mình, lẽ nào là thật sự cháu gái lão bán cho lão Vương đấy chứ? Vậy mà hoàn toàn chính xác 100%. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ông đúng là nuôi dạy cháu gái tốt thật ha. Ông lão cười hiền từ, gốm màu thời đường này trên thị trường có giá lên đến 1.200 vạn mới mua được. Nếu Bạch tiên sinh không để ý, ta ra giá 900 vạn mua lại gốm màu thời đường này của cậu, không biết được hay không? Cậu suy nghĩ, 900 vạn sao? 900 vạn cũng không phải là ít, huống hồ gì cái này vốn dĩ là đồ của người ta mà. Cậu vui vẻ, vậy như lão tiên sinh mong muốn. Ông lão móc trong túi ra một tờ giấy, tốt, ông lão cười đưa cho cậu, đây là danh thiếp của ta, sau này có đồ tốt gì, mọi lúc đều có thể liên lạc với ta. Cậu không người hai tay nhận lấy danh thiếp, dạ được, lão tiên sinh. Sau khi nhận được danh thiếp, cậu rời khỏi Cổ Vận Các, thì cô gái lái chiếc xe màu hồng chạy đến. Cậu thấy cô gái vội vàng như vậy chắc chắn là có việc gấp, vậy mà tỷ lệ cô gái bị té là 100%. Cậu có lòng khuyên nhủ, cô gái gì ơi, chạy chậm thôi, cẩn thận ngã đấy. Cô đứng khựng lại, khoanh tay lên giọng, ta đường đường là Sa Tiểu Tiểu, ta lại bị chính mình làm cho vấp ngã sao? Cậu đúng là làm ơn mắc oán mà. Cậu sờ đầu bất lực, có lòng tốt nhắc nhở còn bị chửi là nhà quê, vậy thì tốt thôi, cô gái này thật sự là không biết tốt xấu gì mà. Cậu nhận ra điều gì đó. Sa Tiểu Tiểu, ta nhớ rằng Sa Vĩnh Khang Sa lão tiên sinh nhắc qua ông ta có một cô cháu gái, cái cô tóc ngắn manh muội tử này, không phải là người đó chứ? Cô gái này vậy mà thật sự là cháu gái của ông lão ban nãy 100%, thấy được tỷ lệ này làm cậu giật mình. Cậu thấy sự việc này trùng hợp quá vậy, quả nhiên là cô ta mà. Sau khi được nhắc nhở, cô vẫn không đi chậm mà vẫn vèo vèo. Đang đi thì cô gái vấp cục đá té, làm cậu hốt hoảng giơ hai tay chụp cô gái lại. Cô gái kinh ngạc, tiểu tử này rốt cuộc dùng chiêu trò gì, tại sao mình lại nghệ thuật vậy? Mọi người xung quanh bàn tán, thói đời quá mà, ban ngày ban mặt cũng không biết khiêm tốn một chút, thật sự là thoái hóa đạo đức quá. Cô gái nghe mọi người bàn tán xung quanh liền ngượng chín mặt, ngươi mau buông tay ra, cậu có chút khó hiểu, ngươi nói cái gì thế hả? Đáng lý là cô phải buông tôi ra mới đúng đấy. Cô gái vậy mà thật sự đang trèo trên người cậu, cô lần này xấu hổ đến mức muốn đội quần. Cô gái vội vàng nhảy xuống, cậu vui vẻ cười ha ha. Cậu quay sang, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, nhưng cô gái hét lớn, không được, làm cậu giật cả mình giơ cả hai tay lên, lúc nãy tôi chưa làm gì hết, cô đừng có làm gì đấy. Cô gái mặt mày khó chịu cướp lấy điện thoại của cậu, hôm nay coi như số ngươi gặp may, bổn cô nương có chuyện gấp phải xử lý, để lại cách liên lạc, lần sau sẽ tìm người tính sổ. Cô gái đi vào trong cửa tiệm, cậu nhìn lại vào danh bạ của mình, cô gái này vậy mà thật sự lưu tên mình trong điện thoại cậu là đại ca. Đúng là có lòng tốt đỡ cô ta một cái, không ngờ tự mình tìm một đại ca cho mình, nhưng mà thôi mặc kệ. Cậu đang đi dạo trên đường, bây giờ có tiền có thể chi tiêu tẹt ga rồi, trước tiên mua xe, sau đó thì mua nhà, quá là ok rồi. Ông chủ Vương bất ngờ khi thấy cậu đi ngang, liền ra chào hỏi, chàng trai trẻ, không biết gốm sứ kia cậu bán cho ai vậy, bán bao tiền? Cậu cười cười trả lời, bán cho Cổ Vận Các Sa Vĩnh Khang Sa lão tiên sinh, 9.000 vạn. Lão Vương bỗng dưng thay đổi khuôn mặt, ừm, được, cậu phát hiện, cái tên mập, sao hôm nay rộng rãi thế, mất một khoản tiền lớn mà không thấy ngạc nhiên gì cả, thật ra lão Vương này đang âm mưu cái gì đó, tiểu gia hỏa cứ chờ xem. Cô gái vào trong, thì lấp ló sau cánh cửa, thấy ông mình đang soi kỹ con lạc đà, cô thấy, tẩu vi thượng sách, mình vẫn nên chuồng trước thì hay hơn. Đang định trốn thì bị ông cô gọi lại, nha đầu thối, trốn đó làm gì, ra đây đi. Ông lão vậy vẫy tay gọi cô đến, sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm ông vậy, vừa hay hôm nay ông mua được một thứ đồ tốt, thứ đồ này 200 tệ bán ra mua lại 9.000 vạn tệ, thật sự quá lỗ mà. Cô gái run run khắp người, cô sợ hãi đổ mồ hôi hột, thu đồ tốt, không chỉ đến muộn một bước mà còn bị ông mua về rồi, mình thật sự là khổ quá mà. Ông lão quay sang hỏi con làm sao vậy, kỳ lạ quá nha, cô gái khua tay múa chân từ chối, không, khà khà khà, không có gì. Thấy cô như vậy ông lão mới hỏi, không đúng. Lần trước lén lút đem ta cất giấu một cái thanh hoa tử, cho rằng nó là phổ thông đồ sứ. 10 đồng tiền bán đi, nhìn lại con lạc đà thì cuối cùng ông cũng hiểu, cô gái lúc này lạnh cái sống lưng. Ông lão nhìn con lạc đà, rồi quay sang nhìn cô, với vẻ mặt khó hiểu, ối, tối hôm qua con mang cái đó để ở, nghe đến đây cô gái giật mình, vội vàng lùi lại. Ông lão tức giận đến mức bốc khói, cô gái vội vàng chạy đi, ông ơi, con cảm thấy không khỏe, con đi bệnh viện một chuyến đây, Sa Tiểu Tiểu. Cô gái vừa chạy vừa khóc vừa gọi điện cho bà nội của cô, bà nội ơi, cứu cháu, hu hu, ông ức hiếp con. Ông lão lúc này trông thật đáng sợ và to lớn, Sa Tiểu Tiểu, nhìn một cái con là đã làm chuyện tốt đẹp gì đi. Đang định bắt cô lại, thì bị một cái bao các boxing từ đâu đánh đến mặt ông, lão đầu tử, ngươi gọi cái gì mà gọi. Lại dám ỉ lớn ăn hiếp nhỏ cơ à, nhìn ngươi đem cháu gái bảo bối của ta dọa cho khóc thét thế này, cái thứ 70, 80 tuổi đầu rồi. Còn nổi nóng với một đứa bé con nít như thế, mất mặt hay không cơ chứ, thì ra tiếng nói này là đến từ bà nội của cô gái. Ông lão đã bị đánh bại hoàn toàn. Cô gái vội vàng chạy ra khỏi tiệm, cũng không biết ai mà nhanh tay thế, hại mình không kịp mua về trước khi ông nội phát hiện. Cô khó chịu nhớ lại, đi ra từ Cổ Vận Cát, lẽ nào là tên tiểu tử chủ ẻo mình té kia, mắt nhìn hắn tốt vậy sao? Bên này cậu bỗng dưng ớn lạnh cả người, toàn thân run rẩy, cậu nhìn xem xung quanh, cứ cảm thấy tên mập kia tự nhiên có thái độ vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ lão mập thấy mình nhiều tiền muốn giết người diệt khẩu, thì ra lão mập đó muốn làm bạn với cậu,
Thấy vậy cậu có hơi hoảng sợ. Đậu xanh, nói như vậy có rất nhiều nghĩa đó. Cậu vừa đi trên đường vừa suy nghĩ, trực tiếp làm thịt mình, thuê người hay là mua một đống sắt vụn chơi mình. Tỷ lệ chơi sỏ cậu là 100%, cậu đắc ý, gì, mình có tỷ lệ thành công trong tay còn sợ bị chơi sỏ sao? Cậu đột nhiên dừng lại xem điện thoại, nhưng đúng là nhặt của phải xem vận may, tuy mình có thể thấy tỷ lệ thành công nhưng chưa chắc đã có của mà nhặt. Hôm nay nếu không có Sa Tiểu Tiểu kia làm ẩu, cũng chưa chắc mình kiếm được mấy ngàn vạn. Cậu nhìn vào danh bạ của cô gái, bán nhầm bảo vật với giá 200 đồng cũng quá ngốc đi, bọn thế gia nhà giàu thật chả hiểu nổi, nhưng mà suy nghĩ lại thì không đúng. Gần đây gặp được cô gái tính tình cổ quái, để bảo vệ tính mạng, tốt nhất cắt đứt liên lạc với Sa Tiểu Tiểu, nếu như tôi vẫn không muốn tiết lộ thì tính sao? Đang nghĩ thì khuôn mặt của cậu trở nên tà dâm, đợi đã, mình có ý này, ngày mai nhặt được của tại chợ đồ cổ tỷ lệ 100%, cậu vui mừng. Cứ như tiền từ trên trời rớt xuống, quả nhiên mình có khả năng dự đoán trước, một ngày thu nhập ngàn vạn không phải là mơ nữa. Cậu để ý chiếc xe bên cạnh, không tiêu xài thì làm sao xứng với sự chiếu cố của thần tài chứ, đàn ông con trai thì chiếc xe này mới xứng được, hiệu xe này chắc đến hãng xe mới có. Đến trước một trạm chờ xe buýt, cậu phát hiện thì ra là cô gái hồi chiều. Ồ, sao cô ta cũng ở đây? Bỗng dưng điện thoại cậu tinh lên. Trên bản tin, đại ca đăng, cầu xin các anh các chị suy nghĩ cho em, muốn xin lỗi ông nội nên mua quà gì để tặng, hôm nay quá xui xẻo mà. Cô gái thì vẫn cặm cụi suy nghĩ, cậu thì thở dài, ngao ngán, con bé này cũng ngốc quá đi. Thì quay sang cậu phát hiện, ánh mắt tên này thấy gian kinh, có phải là trộm không, nhưng tỷ lệ đúng chỉ có 50%. Tên xấu xí này đang lại gần cô gái thì vẫn không chú ý cặm cụi vào điện thoại, cậu giật mình, chẳng lẽ là, vậy mà là biến thái 100%. Cậu vội vàng nhắn tin cho cô gái, tiểu cô nương, lưu ý một điểm, người bên cạnh cái kia xấu xí nam nhân, nhìn không phải người tốt lành gì, nhìn chằm chằm ngươi rất lâu. Sau khi đọc xong thì cô ngẩng lên, làm cho tên xấu xí phía sau có chút kinh sợ, cô quay sang cuối cùng cũng thấy cậu, sao hắn cũng ở đây? Hừ, mở miệng ra toàn mắm với muối, cô ta vậy mà không nghe còn gắng nhắn lại, tại sao lại là ngươi, cái tên miệng quạ đen đáng chết. Cậu đúng là làm ơn mắc oán mà, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt, nếu không phải xem ngươi là một mỹ nữ phân thượng, ta sẽ không nhắc nhở ngươi đấy. Đang nghịch điện thoại thì xe buýt đi đến, đường 666 chạy về phía bắc thành phố, xe buýt ngày càng lại gần. Tên xấu xí phía sau lần này đã đặt tay lên vai cô, mời quý khách lên xe lui về phía sau, tít, xin mời lên xe, cô hất tay hắn ra quay lại khó chịu. Hắn còn cười cười, ôm, thật có lỗi, không có ý tứ, vừa rồi không có đứng vững, cái này rõ ràng là cố ý. Cô gái không để ý, vẫn tiếp tục nghịch điện thoại. Ồ, tên xấu xí phía sau đã nổi lên dục vọng, cậu quay sang lo lắng dùm cho cô gái, ai, lại là người này hả, cũng là không quen nhìn lại chuyện này. Hai bàn tay dơ bẩn của tên xấu xí này vậy mà muốn chạm vào người cô gái, quả nhiên là muốn động thủ, không được, cô ta ngốc quá, không thể không quản được. Cậu vội vàng chạy đến hét, này, mày, chưa kịp nói xong, thì tên xấu xí đó đã bị cô gái dùng cùi chỏ thọt cho một cú, bốp. Tiếp theo cô còn nắm lấy tay hắn sau đó đá mất giống của hắn, cậu thấy được tình cảnh này hoang mang, lo lắng, hoảng sợ đến tột cùng, chật. Cô còn xoay người nắm tay hắn để quật ngã hắn, vẻ mặt của cô rất là đắc ý a. Cô phăng hắn bay vèo vèo, đích đến của hắn là dưới đất, khiến hắn hồn bay phách lạc. Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì phát sinh, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì, cô gái lúc nãy rất mạnh mẽ, vậy mà giờ đây giả bộ đáng thương. Hắn vừa rồi lấy tay sờ mông tôi, thấy vậy cậu run người thở dài hoảng sợ, ê, thân thủ của cô ta kinh thật, không phải boxing hay taekwondo chứ. Cô gái có một suy nghĩ gì đó xấu xa, sang tên quạ đen này lại nói trúng rồi, tên này nhìn người chuẩn hơn mình, có điều, cô nhìn chằm chằm cậu. Cậu vội quay người, tiêu rồi, nếu cô bé bạo lực này biết mình là người mua con lạc đà kia chẳng phải kết quả của mình như tên kia sao? Vẫn nên chuồn thôi, nhanh chóng tránh nha đầu này đi, đến hãng xe còn cách hai trạm nữa phải mất bao lâu, vậy mà tỷ lệ là 0%. Chị hỏi vu vơ vậy mà cái tỷ lệ này khiến người ta hoảng sợ nha, tình huống gì vậy nè, mấy phút để chuồn cũng không có, rốt cuộc lại là xảy ra chuyện gì xui xẻo nữa đây? Cậu quay sang nhìn cô gái, mẹ nó hôm nay cũng quá xui xẻo đi, không phải tắt đường đó chứ, hay là tai nạn giao thông? Nhưng tỷ lệ tắc đường thì chỉ có 0% mà tai nạn giao thông cũng không có. Vậy cậu không biết rốt cuộc là chuyện gì sẽ đến, đều không phải, sao lại có dự cảm không lành thế này? Cậu lùi lại, lẽ nào là côn đồ ư, sao tình cờ thế này? Cậu nhìn thì côn đồ cướp xe tỷ lệ chỉ có 0%. Côn đồ bắt cóc con tin cũng tỷ lệ 0%, côn đồ ở trên xe tỷ lệ 100%, côn đồ phóng hỏa cũng tỷ lệ 100%. Lúc này cậu đang rối loạn trong mớ suy nghĩ, làm sao bây giờ, tên đó đã ở trên xe, mình mà nói có người muốn phóng hỏa hắn nhất định sẽ chuồn mất, nếu như hắn ra tay thật sự thì chiếc xe coi như xong đời, chỉ dựa vào mình mà muốn ngăn cản phóng hỏa, không cần đón tỷ lệ chắc chắn là 0%, việc này cấp bách, vẫn là nên báo cho cảnh sát trước. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát, alo, tôi muốn báo cảnh sát, có người muốn phóng hỏa xe buýt, cậu nói rất nhỏ, bên phía cảnh sát nói, tiên sinh này, mong anh cho biết vị trí của tuyến xe buýt số 666, vừa tới bến chợ đồ cổ, bên tiếp theo là chợ ô tô, trên xe có rất nhiều người, tên côn đồ đang lẩn trốn trong đó. Được, chúng tôi sẽ điều động cảnh sát tới ngay lập tức, cậu hối thúc cảnh sát, xin hãy nhanh lên, tên côn đồ mang theo rất nhiều xăng, giữa đường anh ta sẽ phóng hỏa, e rằng sẽ tạo thành thương vong. Bên cảnh sát vậy mà không tin lời cậu, trong tình thế cấp bách này vậy mà còn dặn hỏi,
Thưa anh có bằng chứng gì chứng minh lời anh nói là sự thật không? Lần này vì quá xúc động, cậu đã không suy nghĩ, tiêu rồi, mình vội quá nên cứ nói một mạch luôn. Bên phía cảnh sát cứ tiếp tục hỏi cậu, Bạch Vũ tiên sinh phải không? Làm sao anh biết trên xe có kẻ muốn phóng hỏa? Làm sao anh biết tên côn đồ mang theo rất nhiều xăng? Và làm sao biết được hắn sẽ cho nổ vào khoảng thời gian giữa hai trạm chứ? Cậu lần này thực sự tức giận, mình đúng là không có bằng chứng, chẳng lẽ nói mình có thể dự đoán sao? Thế có trời mới tin, xe buýt đã đóng cửa lại. Cũng không kịp nữa rồi nên cậu vội tắt máy, phóng lên xe, không kịp nữa rồi, tuy đã báo cảnh sát rồi, nhưng cần tìm ra tên côn đồ trước tiên đã. Vào trong xe thì cậu quay ra sau thấy cô gái vừa đi vào vừa gọi điện thoại, sao cô ta lại còn lên xe, không phải muốn tìm mình gây sự chứ, bây giờ liên quan đến mạng người đấy. Cô gái nhìn cậu cười đầy ẩn ý, cậu nhớ lại cảnh cô ta đá mất giống của tên xấu xí, làm cậu có chút rùng mình. Không ổn, bị cô ta nhìn chằm chằm như vậy không được, tìm ra tên kia đã, sau đó chuẩn đi cho êm chuyện. Điện thoại cậu bỗng có ai gọi đến, cậu vội vàng bắt máy, chào anh, chúng tôi đã liên lạc với một sĩ quan cảnh sát đang đi nghỉ. Vừa hay cũng trong chiếc xe này, sẽ chú ý đến anh và tình hình trong xe, nếu như anh đã xác nhận có kẻ xấu trên xe, xin anh đừng bứt dây động rừng. Nghe có cảnh sát ở đây cậu rất vui mừng, nhưng nhìn ra sau thấy cô gái thì vẫn có chút gì đó khó nói, cậu vội vàng quay lại đứng thẳng người, không dám nhúc nhích, không biết người cảnh sát đó là ai. Làm sao bắt được kẻ xấu, phải nghĩ cách mới được, kẻ xấu đang ngồi tỷ lệ 100%, ngồi hàng ghế trước thì 0%, ngồi hàng ghế sau bên trái tỷ lệ 100%. Cậu vội vàng đi xuống dưới phía sau xe buýt, cho qua đi, cảm ơn, cô gái thấy khó hiểu, nhưng vẫn đi theo sau cậu. Cậu giật mình, trời ơi, đừng có đi theo chứ, tôi đang tìm kẻ xấu đấy, 89 lít dầu, không phải là chuyện để đùa đâu. Cậu đột nhiên phát hiện, xăng đem nhiều như vậy, chắc chắn là chia ra đựng trong chai lọ có lẽ vậy, hắn nhất định có đeo túi, cậu đã xác định được hung thủ, chính là gã. Tên này vì làm chuyện xấu nên đang hoang mang, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu phát hiện ra mồ hôi nhễ nhại, không xong, mình lại gần quá nên đã phát hiện điều gì không đúng rồi, muốn ra tay trước sao? Cậu thở hì hục vì lo lắng, tiêu đời, làm sao cho hắn khỏi nghi ngờ giờ, hay là trực tiếp giật lấy đi? Đang suy nghĩ thì một bàn tay vươn ra nắm lấy vai cậu lại, siết chặt, làm cậu giật nảy cả mình. Bạch Vũ, anh tiếp tục trốn đi. Cậu cuối cùng cũng nghĩ ra cách, xin lỗi nhé, tiểu, cảnh sát kia chắc chắn quan sát tôi kỹ lắm. Vậy mà thật sự đúng 100%, cậu hét lớn, bà cô tôi ơi tôi sai rồi vẫn không được sao. Tôi thật sự không cảm thấy cô là một cô gái bạo lực đâu, mọi người nghe có tiếng hét nên hóng hớt xem chuyện, nghe được lời này của cậu làm cho cô gái tức học máu. Cậu ngày càng lại gần tên hung thủ, cô đừng theo tôi nữa, tôi là người thuần khiết ấy, bây giờ tình huống khẩn cấp. Mình mượn tay tiểu gây sự chú ý của côn đồ rồi tìm biện pháp xử lý đã, còn có thể nhắc nhở cảnh sát, đúng là một mũi tên trúng hai đích mà. Tên côn đồ sau khi thấy được cảnh đó thì quay đầu thở dài, hắn đã hết nghi ngờ, thấy được phản ứng đó của hắn. Nên đây chắc chắn là cơ hội tốt, cô gái bẻ tay rắt, chạy đi, sao không chạy nữa hả, cô nhào lên để túm cậu lại. Nhưng cậu đã né được ra ghế phía trước của tên hung thủ, đây đều là hiểu nhầm, còn sẵn tay bám lấy cặp của hắn, kéo ra thì bên trong toàn là dầu. Toàn bộ dầu trong cặp hắn đổ ra, làm hắn giật mình, đứng phắng dậy, mày làm cái gì thế, hắn còn muốn đánh cậu, cậu thấy vậy có hơi hoảng sợ, chết bà đừng đột quá, làm sao bây giờ. Thì từ đâu đó, có một cú đấm thẳng vào mặt tên hung thủ, cậu kinh ngạc trầm trồ, thì ra là cô gái đã đánh hắn. Cô còn đấm vào bụng hắn một phát, làm hắn ngã quỵ, sau đó còn tặng cho hắn một nhát chặt xuống đất. Tên hung thủ lần này nằm bò ra đất, mọi người xung quanh hóng hớt, cậu run sợ, đây mà còn là người sao. Cô lấy trong người ra chiếc còng số 8, còng tên hung thủ lại, cảnh sát phá án, ngươi đã bị bắt. Cô cầm chai dưới đất lên người, đúng thật là xăng, cậu lần này thực sự toang rồi, ôi đệt, cô ta vậy mà lại là cảnh sát. Xuống dưới xe, cô cuối cùng cũng xong chuyện, cậu lén lút bỏ đi, nhưng cô quay lại gọi Bạch Vũ, cô nắm chặt vai cậu lại, nghe nói anh là người báo cảnh sát. Làm sao anh biết trên xe có côn đồ, lần này phiền phức thật sự tìm đến cậu, cô bé này phiền chết đi được, cứ bám đuôi không ngừng, phải nghĩ cách thoát khỏi cô ta thôi. Cậu bịa đại một lý do, vậy cô phải thay tôi giữ bí mật đó, thật ra tôi có thể tính toán, không tin, cô nghĩ lại chuyện vừa nãy xem, cô khẽ chau mày, nhắc mới nhớ, tên này đúng là mùng quạ đen. Ánh nhìn của cô làm cậu giật nảy, lần này cậu thật sự xong rồi, đúng là lời không thể nói bừa, cơm không thể ăn bậy mà, vậy mà không thể lừa nổi cô ta, phải mau chuồn thôi. Cô đấm một nhát vào tường, còn giả ngu. Cô tức giận, rốt cuộc là anh biết bằng cách nào, nói mau, cậu hoảng sợ đến mức không thể bịa ra lý do. Nói gì cơ, cô cười, công dân tốt bụng tình cờ đi ngang qua là có thể phát hiện côn đồ phóng hỏa giết người à. Cậu cố nén bình tĩnh lại, không cần cảm ơn, đẩy tay cô gái ra, là một công dân tốt bụng đây là điều đương nhiên. Cô khoanh tay, đúng là không thấy quan tài không rơi lệ mà, cô chạy đến đè cậu vào tường, tôi nhớ lúc anh gọi điện thoại là anh chưa lên xe. Anh không quen côn đồ mà biết anh ta mang theo xăng à. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, trong đám người đó còn có Mộ Y Nhi, cậu chối đầy đẩy. Chuyện này là tình cờ, cô gái cười ha ha, tình cờ mà biết rõ thế à, xem ra chúng ta nên đổi nơi nói chuyện rồi, đi uống nước chè xanh miễn phí nào. Cậu hoảng sợ, cô em này ghê gớm quá, lần này thật sự xong đời rồi, Mộ Y Nhi đi đến hỏi, Bạch Vũ, anh làm sao vậy, cậu quay sang hỏi, Y Nhi, sao cô lại ở đây, cô gái buông cậu ra. Hai người quen nhau à,
Mộ Y Nhi chỉ về một hướng, làm phiền rồi, xe tôi bị hỏng nên đang mang đến tiệm sửa xe. Mộ Y Nhi thắc mắc, Bạch Vũ, chuyện là thế nào đây? Cậu cũng không biết chuyện này thật sự là sao nữa, tuy tôi biết cô là một tảng băng, nhưng chuyện này cũng quá cẩu lương quá đi. Cậu chợt nảy ra suy nghĩ, đợi đã, không chừng là cơ hội tốt. Cậu nháy mắt với Mộ Y Nhi cũng đã hiểu sơ sơ ý đồ của cậu, đúng là người phụ nữ xinh đẹp thông minh mà. Cậu chạy đến khóc, Y Nhi à, không phải như em nghĩ đâu, cậu khóc trông thật xấu mà, khiến Sa Tiểu Tiểu giật mình. Cậu chạy đến quỳ xuống trước mặt Mộ Y Nhi, anh và cô ta không có quan hệ gì hết, Mộ Y Nhi, Sa Tiểu Tiểu và cả mọi người xung quanh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ vào mặt Sa Tiểu Tiểu, là cô ta cứ bám lấy anh không thôi, cậu còn khẳng định, bọn anh căn bản không quen nhau, tôi rất yêu bạn gái của mình, cô đừng có theo tôi nữa được không? Nghe đến đây Sa Tiểu Tiểu đỏ mặt, tôi, mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, bắt tại trận sao, thật kích thích. Tôi thấy là cậu thanh niên đó đưa Tiểu Tam đi mua xe không ngờ lại bị bạn gái bắt tại trận, cậu xem biểu cảm của người bạn gái kìa, tức chết rồi. Ai ra, cô gái xinh đẹp như vậy mà lại làm chuyện không tốt vậy à, ây ra, hai đại mỹ nữ luôn chứ, thấy phúc của hắn không nhỏ ha. Sa Tiểu Tiểu tức giận, ai bán lấy anh chứ, cậu ôm tay Mộ Y Nhi, em cũng thấy rồi chứ, là cô ta cứ bám theo anh, không cho anh đi. Mộ Y Nhi cũng hiểu ý của cậu, đây là bạn trai tôi, cô đừng bám theo anh ấy nữa, mọi người xung quanh hóng hớt ăn dưa, còn Sa Tiểu Tiểu bị làm cho tức đến mức xì khói. Cậu có chút hơi sợ, đến nước này còn chưa chịu rời đi, Sa Tiểu Tiểu thở dài, không chấp với Mộ Y Nhi, nhưng quay sang, tức giận, Bạch Vũ, da gà da vịt của cậu đều nổi lên. Cô đấm cho cậu một nhát, khuỵ thẳng xuống đất, khiến Mộ Y Nhi có chút kinh ngạc, Sa Tiểu Tiểu nói nhỏ, tôi không có hứng thú với anh ta, cô nên cẩn thận với anh ta, bạn trai cô không phải hạng vừa đâu. Cậu thở dài, cuối cùng cũng giải quyết xong cô gái này, Mộ Y Nhi đi đến quan tâm hỏi han cậu, Bạch Vũ, anh sao rồi, anh không sao chứ? Cậu lắc đầu đáp, tuy cái giá phải trả có chút đau, nhưng chung quy thoát được cô ta rồi, cô đã giúp tôi một việc rồi, cảm ơn nhé, Mộ Y Nhi cười. Anh cũng đã giúp tôi mà, coi như hai ta hòa nhau đi, phía xa cảnh này đã bị cô gái tóc đỏ thấy hết, trong mắt cô hai người vậy mà đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Tóc đỏ tức giận cắn móng tay, Bạch Vũ, anh còn dám quấn lấy Y Nhi, lần này tôi không tha cho anh đâu. Ngày thứ hai, cậu vừa mới mua xe mới, vừa lái vừa suy nghĩ, nam nữ tình trường, anh hùng khoái chí, cứ tiếp tục dây dưa không rõ với mấy vị đại tiểu thư này nữa thì mình cũng không làm được gì cả. Cậu vừa tự do tự tại vừa nghĩ, sau này phải tránh bọn họ, tránh chọc phải phiền phức, cứ an tâm kiếm tiền thôi, đời người trên thế gian này, tất cả đều là hư vô. Cậu lái xe đến trước chợ đồ cổ, chỉ có tiền mới là thật, cậu nhìn vào trong nở một nụ cười, từ hôm qua đến nay coi như kiếm được chút đỉnh, xem ra vẫn nên dùng chiêu cũ thôi. Cậu đến xem lão Vương có còn bán không, thì thất vọng tràn trề, cái gì, Vương Mập không có ở đây à? Chủ sạp bên cạnh nói, đúng vậy, nghe nói hôm qua đã đi về nông thôn gom hàng rồi, mấy ngày nay không có ở đây đâu. Cậu suy nghĩ, vậy báu vật hôm nay không kiếm được từ tay hắn rồi, nhưng tỷ lệ phần trăm hôm nay cậu kiếm được báu vật là 100%. Cậu quay đầu thở dài, không sao cả, dù sao kiếm được ở đâu đều như nhau, vậy mà nhìn sang hướng đó 0%. Cậu không hiểu 0% này là có ý gì, nhưng sau một hồi suy nghĩ, là hôm nay mình không kiếm được báu vật nào à, không kiếm được tiền 100%. Trong đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, sao không giống như hôm qua đã bàn gì thế, rõ ràng là có báu vật mà không kiếm được. Cậu quốc quốc tay, không quản nó nữa, tìm ra nó trước rồi nói, cô gái tóc đỏ vậy mà đang theo dõi sau lưng cậu. 30 phút sau, cậu ngồi xem đồ cổ của một ông chủ, bên trên có một thứ là hàng thật 100%, cậu hỏi cái này bán thế nào. Ông chủ cười cười vui vẻ đáp, 3.000, nếu cậu đã nhìn chúng nó, thì tôi có thể giảm giá 5%. Cậu lắc lắc đầu, giảm 5%, tôi thấy giảm 95% còn được ấy. Ông chủ cười cười đáp, giảm 95% thì vẫn ok. Cậu bất lực, thở dài, được rồi, giảm 95% thì 95% vậy, tôi lấy vậy, xem ra ông chủ này hoàn toàn không biết đây là hàng thật rồi. Cậu nhìn vào điện thoại cười cười, đây không phải lấy được rồi sao, vậy sao hệ thống lại nói thất bại chứ? Cô gái tóc đỏ đi đến ra giá, giá cũ 3.000 tôi lấy, làm cậu giật cả mình, đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Cô gái tóc đỏ nhìn cậu cười khẩy, ông chủ nghe được cái giá đó nên vội vàng bán cho cô, được được. Nhưng cậu vội vàng chặn lại, anh trai đừng gấp chứ, chúng ta phải nói trước nói sau chứ, thế này đi, tôi trả 1 vạn. Cô gái tóc đỏ điềm nhiên ra giá 3 vạn, cô nhóc này coi như có ý đồ, chủ gian hàng này đoán rằng lò đồng rất có giá trị và sẽ không dễ dàng bán đi nữa. Cậu thở dài, mua lại với giá 5 vạn, nếu cô còn tăng giá nữa thì thứ rác rưởi này thuộc về cô không nghe vẫn tiếp tục tăng giá, được 10 vạn. Cô gái thách thức cậu, thế nào, đây là lần đầu tiên cậu không thể lừa người ta, chết tiệt, không thể lừa được cô nhóc này. Còn cần tiếp tục tăng giá không? Cô gái tóc đỏ cười khiêu khích, muốn giở trò lừa tôi à, nếu tôi thật mua phải đồ rác rưởi thì sao nào? Cậu cười nham hiểm, hừ, và bỏ đi. Coi như cô ác, cô nhóc này cũng không thèm nhìn đã ra giá, chính là có ý đồ với mình mà, chẳng lẽ mình cứ ngu ngốc tăng giá đấu với cô ta. Hiện tại có tăng giá tiếp cũng vô ích, còn phải hỏi độ thành công bao nhiêu à, cậu tức giận quá đá bay hệ thống, câm mồm. Cô gái sau khi lấy được món đồ rất đắc ý, cô xem lại thì xác thực giống hàng thật đời nhà Minh, cô đã nhận thấy điều gì đó, tên Bạch Võ này quả nhiên kỳ lạ. Cô gái tóc đỏ vẫn tiếp tục đi theo cậu quay sang tức giận hỏi, cô có thôi hay không?
Đường này cũng không phải của nhà anh mở, cậu ngồi xuống một sạp hàng mua với giá 10 vạn, nhưng cô gái lại trả 20 vạn. Cậu lần này quá tức giận, một cái ly cậu trả 3.000, nhưng cô gái lại hết tới 10 vạn, lần này cậu thật sự đã tức giận thật rồi. Đế Thanh Thanh, hôm nay cô đến đây là nhắm vào tôi đúng không? Cô gái hiển nhiên đáp, đây không phải tin vào mắt của anh sao? Cô vuốt vuốt tóc, đương nhiên tôi cũng có thể cố ý tăng giá hoặc chọn hàng giả, nhưng mà tiền tôi nhiều, nên không cần quan tâm, cô tiến tới sát lại người cậu. Làm cậu có chút hoảng sợ lui lại, cô đặt tay lên vai cậu, Bạch Võ, năm nay 20 tuổi, người Đông Thành, gia cảnh bình thường, hiện đang nghỉ hè, nhưng hôm qua đã mua một chiếc xe địa hình. Nghe cô ta khai hết thông tin của mình làm cậu có chút hoảng sợ, anh không thấy mình phát tài quá đột nhiên hả? Cậu tức giận đổ mồ hôi hột, cô điều tra tôi đây là may mắn chọn chúng mà thôi. Thu nhập hợp pháp, cũng không làm chuyện gì bất hợp pháp, cô gái nhấc vai, ok, hợp pháp, nhưng lần trước chẳng phải anh nói mình biết xem bói sao, là xem được chính mình biết nhìn đầu cổ, giỏi nhỉ. Cô nhìn cậu, nhưng theo như tôi điều tra, 20 năm trước đây anh rất bình thường, cũng không được các nhà chuyên gia về mảng này truyền lại. Còn cười khẩy, hừ, không biết anh đã dùng thứ cũ quái gì vọng tưởng có thể đi đến đỉnh cao cuộc đời, đúng là tên thua cuộc đáng thương. Cô dùng tay chỉ vào người cậu, tôi không quan tâm làm sao anh làm được, nhưng tôi có thể đảm bảo, bắt đầu từ hôm nay con đường tiền tài của anh đã bị tôi chặn rồi. Nghe đến đây cậu hoảng sợ, đổ mồ hôi hột, cô gái này thật ít độc ác nha, cô lên giọng, sau này anh đừng mơ cá mặn lật mình nữa. Lần này cả thế giới cậu như sập xuống, đậu xanh rau má, muốn là người đứng đầu cũng là có tội sao, mình rốt cuộc nên làm sao mới tốt đây nhỉ? Cô gái chỉ vào người cậu với ánh mắt khinh bỉ, này, nói chuyện đi chứ, nghe thấy tôi chặn đường tiền tài của anh, bị dọa đến nỗi không nói nên lời luôn à. Cậu đen mặt hất tay cô đi, Đế Thanh Thanh, hôm nay cô liên tục cố ý tăng giá, ngăn cản tôi kiếm tiền, tôi đại nhân đại lượng không tính toán với cô. Lần này cậu đã lấy lại được khí thế, bây giờ cô lại muốn chặn con đường tiền tài của tôi. Đế Thanh Thanh thấy khí chất này của cậu làm có chút giật mình, nhưng cô vẫn bình tĩnh, sao nào, anh không tin tôi có thể làm được à? Cậu giơ tay chỉ vào người cô, Đế Thanh Thanh, đường tiền tài của tôi không phải cô muốn chặn là được. Cậu xoay người bỏ đi, cô gái cười khẩy, hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Hôm nay tôi sẽ khiến cho anh không kiếm được một xu nào. Cậu không quan tâm mà vẫn đi tiếp nhìn đầu cổ, cô mang ý xấu trong bụng cười cười, gì, anh chỉ muốn mua đồ, tôi cứ nâng giá mua đấy, xem anh làm thế nào. Nhưng mà đi qua tất cả gian hàng, cậu chỉ xem mà không mua, cậu đến một ông chủ của một sạp hàng, nói nhỏ. Đế Thanh Thanh thấy cậu chuẩn bị mua đồ, nên sáng mắt, cười khẩy, he he, xem tôi chặn đường tiền tài của anh đây, cô đang định đi tới, nhưng cậu đã bỏ đi, cô không hiểu đây là tình huống gì. Đi đến sạp nào cậu cũng nói chuyện với chủ sạp, Đế Thanh Thanh không hiểu rốt cuộc là cậu đang làm gì, cô suy nghĩ, Bạch Vũ đang muốn làm gì đây? Chỉ nói chuyện phiếm với mấy chủ gian hàng không mua đồ à? Cậu nhìn sang cô gái, hỏi hệ thống, mức độ thành công là bao nhiêu 100%? Cậu cười khẩy, búng ngón tay, hay lắm, đến lượt tôi ra tay rồi, cậu gọi, các ông chủ, mấy ông chủ của mấy sạp hàng đã tụ tập sẵn, tôi muốn mua hết tất cả đồ trong gian hàng của các vị. Cô gái tóc đỏ còn tưởng đâu cậu muốn làm gì, hóa ra Bạch Vũ muốn lấy được đồ cổ từ trong mấy sạp hàng này, sợ mình gây rắc rối, cố tình dùng số lượng nhiều để che giấu đồ anh ta muốn mua. Cậu cho rằng mình thông minh, cho rằng làm như thế tôi không làm được gì sao, ngốc hết thuốc chữa, thật sự người ngu ngốc chính là cô. Cậu lại là đang tính kế với cô ta, nhưng lại bày ra vẻ mặt ngu ngốc, nếu các ông chủ không có ý kiến gì, thì bây giờ chúng ta làm giao dịch nào. Cậu chưa nói xong, thì Đế Thanh Thanh đi đến chặn cậu lại, khoan đã, những món đồ trong tiệm các ông tôi mua hết, cậu bày ra vẻ mặt khó chịu, Đế Thanh Thanh cô đừng có quá đáng. Cô gái cứ nghĩ mình chiến thắng, nên cao cao tại thượng, phàm là những thứ anh muốn mua, tôi đều phải tranh cho bằng được, đường tiền tài của anh, hôm nay tôi chắc chắn chặn rồi. Cậu đến hỏi cô, Đế Thanh Thanh tôi biết cô có tiền, nhưng đồ trong tiệm các ông chủ đây rất nhiều. Cô có mua hết không? Cậu nhìn cô cười khẩy, chắc không phải nói để hù dọa tôi chứ, cô không sợ tôi lừa sao? Thấy nụ cười này của cậu, cô tức giận, ai cho anh dũng khí đó vậy, hãy báo giá tổng tiền của các tiệm đồ cổ đi. Cô gái hên hoang đưa tiền cho quản lý, tôi thêm 10% nữa mua hết, tiền đã đưa đến cửa còn không chịu kiếm à, mau báo giá đi. Ông chủ của mấy cửa hàng hơi bất ngờ, Đế Thanh Thanh hiện tại như một con titan, còn không mau lên, tôi mua hết toàn bộ, thấy cảnh này làm mấy ông chủ có chút hoảng sợ. Ông nào ông nấy cuối cùng cũng đã có tiền, một người trong đó còn nói, cô gái cho chúng tôi địa chỉ chúng tôi sẽ giao đồ đến cho cô. Cô ngửa mặt kêu ngạo, hãy giữ lại danh thiếp, tôi sẽ phái quản gia đến tìm các anh, mọi người vui vẻ, không vấn đề không vấn đề. Cô nhìn sang phía cậu, vừa rồi phí công vô ích rồi, hừ, đường tài lộc của anh, bổn tiểu thư muốn chặn là chặn, cậu cười khẩy, hì, rồi lướt qua người cô bỏ đi. Cậu đi đến trước mặt của mấy ông chủ cửa hàng, người nào người nấy đều tung hô cậu, các anh em, số tiền này như đã nói trước chia năm nhé, tôi đây sẽ chuyển khoản cho. Cô gái vậy mà bị cậu lừa, cô tức giận đến mức phát điên, nhưng bên này cậu vẫn còn vui vẻ để chia tiền với mấy ông chủ cửa hàng. Ha ha, tiền tôi đã chuyển cho cậu rồi, sau này có chuyện tốt như này nữa, nhất định phải nhớ đến tôi đấy. Đúng đấy, sau này hãy nhớ đến anh em chúng tôi đấy. Cô gái quay lại nhìn cậu mà không thể nói nên lời, cậu cầm số tiền được chuyển khoản trong tay vẩy vẩy với cô. Bất ngờ không, bất ngờ không, cô gái tức giận đi tới, các người cấu kết với nhau. Cậu bày ra vẻ mặt Bồ Tát, không sai, vừa rồi tôi đi dạo chợ Văn Ngoại, chính là muốn tìm ông chủ có thể hợp tác. Sau đó khuôn mặt của cậu càng trở nên nguy hiểm,
mà cô kích động dễ giận, rồi tùy tiện nói cô vài câu, cô đã đưa tiền ra rồi. Khuôn mặt bây giờ của cậu thật sự nguy hiểm đến mức đáng sợ, tôi đã nói rồi, đường tài lộc của tôi, không phải cô muốn chặn lại chặn. Lần này cô gái thật sự tức đến mức phát điên, cô thở dài, tốt lắm, anh hãy đợi đấy, rồi xoay người bỏ đi, cậu cười cười vẫy tay, đi từ từ không tiễn. Cậu phát hiện nhìn lại hệ thống, hả, hệ thống thăng cấp, cậu bất ngờ, vui đến mức phát điên, cái gì, hệ thống vậy mà thăng cấp rồi. Cậu thở dài ngao ngán, tuy hôm nay đã ăn được của Đế Thanh Thanh một vố, nhưng đúng như những gì cô ta đã nói, nhà cô ta giàu có quyền lực. Mình không thể đấu lại cô ta, còn tưởng rằng hệ thống sẽ thăng cấp thành kiểu nghịch thiên cơ, vậy mà cũng chẳng có gì thay đổi. Chẳng lẽ chỉ có lúc dùng tới mới nhìn ra được có chỗ nào đó khang khác, hơn nữa, à, hiện giờ thực lực của mình còn xa mới đủ, muốn kiếm tiền to, còn phải mở rộng quan hệ mới được. Cậu đi đến chiếc xe, lấy chìa khóa trong túi ra, nên mở rộng quan hệ thế nào, đây là một vấn đề. Ông lão đứng trước chiếc xe hỏi cậu, ngài là Bạch Phủ tiên sinh phải không, tôi là quản gia của tiểu thư Đế Thanh Thanh. Cậu nghi ngờ hỏi, Đế Thanh Thanh chịu thiệt nên bảo ông tới đòi lại hả? Thật ra ông là cao thủ cổ võ đúng không? Hay là kiểu lính đặc chủng xuất ngũ? Lão già này cười cười. Bạch tiên sinh cậu nói đùa rồi, tiểu thư nhà tôi muốn mời cậu tham gia buổi tụ họp của những người nổi tiếng, coi như là lời xin lỗi dành cho sự hiểu lầm tại phố cổ ngoạn ngày hôm nay. Cậu thắc mắc nghi ngờ, buổi tụ họp của những người nổi tiếng, xin lỗi, cậu biết chắc, Đế Thanh Thanh nhất định không có ý tốt gì đâu. Nhưng nếu có thể mượn cơ hội này làm quen với những người nổi tiếng này, có lẽ cũng là một cơ hội tốt để mở rộng quan hệ. Cậu khoanh tay cười đáp, không thành vấn đề, tôi đi. Một tiếng sau, cậu đã tới trước cửa nhà Đế Thanh Thanh, Đế Thanh Thanh ra đón cậu, tôi còn tưởng anh sẽ không tới cơ. Cậu cười khẩy đáp, cho dù có là Hồng Môn Yến, chẳng phải cuối cùng Lưu Bang cũng an toàn đó sao, tôi thì sợ cái gì. Cô quay đầu lại nhìn cậu, đi theo tôi giới thiệu cho anh làm quen mấy người, bên trong là một đại sảnh to lớn, vị này là anh Vương người thừa kế tương lai của tập đoàn Tinh Hải. Vị này là Ngài Chu, ông chủ của tập đoàn khoa học kỹ thuật Tinh Sáng, vị này là cô Lưu CEO của công ty Media, chắc hẳn anh đều đã nghe nói tới tên của bọn họ rồi. Cậu vui mừng, đều là những người nổi tiếng thật này, gặp được bọn họ, đúng là mình có hơi khẩn trương thật, đấy chính là cảm giác tự thấy xấu hổ mà người ta hay nói đến rồi. Cô gái ngước mặt nhìn cậu, hư, quả nhiên là tên nhà giàu mới nổi chưa trải sự đời, nhìn thấy người nổi tiếng là lộ nguyên hình rồi, xem anh còn xấu hổ được đến mức nào. Cậu giật mình phát hiện, à, Đế Thanh Thanh đang muốn nhìn mình làm trò cười đây, không thể để cô ta như ý được. Nhưng cậu lo sợ, nhưng càng không muốn khẩn trương thì lại càng khẩn trương hơn, cứ thế này mãi nhất định sẽ xấu mặt. Cậu đã nãy ra ý tưởng, à có rồi, cốc cần biết bọn họ là người nổi tiếng gì, không phải cũng ăn uống ị phân như người bình thường sao. Suy nghĩ này quả là vi diệu, tưởng tượng đến hình ảnh họ đi nhà xí, hoàn toàn không còn cảm thấy khẩn trương nữa. Cậu đột nhiên trở nên bình tĩnh đi đến bắt tay mọi người, chào mọi người, tôi là Bạch Võ, tôi rất hân hạnh được gặp mọi người. Thấy được cảnh này cô có chút kinh ngạc, hả, sao bỗng dưng hắn lại không khẩn trương nữa vậy? 5 phút sau, quan gia ngõ hẹp vậy mà lại cùng nhau ngồi trên một bàn, vừa rồi anh biểu hiện không tồi, nhưng cô vẫn khinh thường nhìn anh, có thể thản nhiên cười nói tám chuyện với nhóm người nổi tiếng đó. Anh làm tôi khá bất ngờ đấy, cậu cũng thản nhiên trả lời, những người nổi tiếng kia cũng chẳng có gì khác so với người dân ở tầng đáy xã hội đâu. Cô khinh miệt, hừ, sự chênh lệch giữa giai cấp với nhau không phải là thứ mắt thường có thể nhìn thấy được. Trong khung cảnh xa hoa tráng lệ, một người đàn ông mặc váy đen đi lên bục đài, phát biểu, các vị khách quý, sau đây chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của buổi tụ họp Sa Long lần này, đấu giá từ thiện. Cậu ngạc nhiên khi nghe đến chủ đề này, đấu giá từ thiện, cô giễu cợt cậu, tên nhà quê, cần tôi giới thiệu cho anh một chút không? Cậu kiên quyết, không cần, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy bao giờ sao, đấu giá từ thiện gì đó, tôi hiểu. Cô nhìn cậu với ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ, thế thì tốt quá rồi, bên trong này là một chiếc bát sứ đời Minh, tôi chuẩn bị đấu giá nó. Vừa hay anh là chuyên gia ở lĩnh vực đồ cổ này, cô đẩy chiếc hộp qua cho cậu, vậy thì nhờ anh giúp tôi định giá và đấu giá nó đi. Cậu chống tay cười, để tôi định giá và đấu giá, tôi được lợi gì đây? Cô thản nhiên đáp, tôi chỉ muốn làm từ thiện mà thôi, đấu giá có thể dùng danh nghĩa của anh. Chẳng phải anh muốn kiếm tiền nhanh sao, tạo được tiếng tăm đẹp đẽ trước mặt đám doanh nhân kia, đối với tương lai của anh mà nói là một chuyện rất hữu ích. Cậu thấy chuyện này cũng đúng, không sai, những người đang có mặt ở đây đều là những người nổi tiếng. Có thể khiến họ nhớ kỹ mình, đối với việc mở rộng quan hệ sau này của mình mà nói đúng là rất có ích. Nhưng cậu giật mình nghĩ lại, không đúng, cô sao lại tốt bụng giúp tôi được chứ? Cô thở dài, quan gia nên giải không nên kết, tôi cũng không muốn giằng co với anh quá lâu. Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái này không tin được, 8 phần 9 là âm mưu, cậu nhìn vào chiếc hộp hỏi hệ thống. Đồ cổ là giả ư, hệ thống xác định đồ thật 100%, đời Minh ngoại hình ok, giá bán gần nhất 1.250 vạn. Cậu suy nghĩ, đồ cổ là hàng thật, chẳng lẽ mình sẽ đấu giá thất bại ư, nhưng không vẫn thành công 100%. Cậu ta thở dài, đồ cổ là hàng thật, đấu giá cũng sẽ thành công, vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Cậu tự tin, xem ra là do mình đã nghĩ nhiều, cho dù Đế Thanh Thanh có âm mưu thật, mình có hệ thống trong tay, sợ cái gì, cô kéo chiếc hộp lại. Anh có đồng ý không? Không đồng ý thì thôi vậy, nhưng đã bị cậu giữ lại, cười bỉ ổi, đồng ý, đương nhiên đồng ý, con người tôi thích nhất là làm từ thiện. Đấu giá cũng đã đến hồi kết, tiếp theo là món đồ cổ cuối cùng trong buổi bán đấu giá từ thiện lần này, cậu phát hiện.
cô vậy mà bày ra vẻ mặt đáng sợ, nhất định trong này là có âm mưu gì, nhìn nét mặt của Đế Thanh Thanh, nhất định là có điều gì kỳ lạ. Người dẫn chương trình giới thiệu, đồ đấu giá này do Bạch Tiên Sinh cung cấp, nhưng cho dù biết có âm mưu cũng không thể lùi lại, chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Cậu đặt chiếc hộp lên bàn, đồ cổ là hàng thật, đấu giá cũng thành công 100%, tôi muốn xem cô có thể giở trò mèo gì. Cậu thay đổi sắc mặt, trở nên vui vẻ, chào mọi người, tôi là Bạch Vũ, rất hân hạnh được gặp mọi người. Cậu mở chiếc hộp ra, thứ tôi muốn đấu giá là, vậy mà là cuộn giấy vệ sinh, lần này cậu thực sự phải chịu xấu hổ rồi. Mọi người bên dưới bàn tán, hả, anh ta định bán đấu giá một cuộn giấy vệ sinh ư, ha ha ha, cậu ta định tạo không khí vui vẻ cho ban tổ chức sao, cậu ngạc nhiên đến mức ngơ ngác. Mình biết ngay là không đơn giản thế mà, thì ra là đợi mình ở đây, cậu lo lắng, rốt cuộc cô ta đã ra tay vào lúc nào, rõ ràng trước đó kiểm tra là đồ cổ 100% hàng thật. Cậu nhớ lại, trước đó cô ta có nói, khuyên tai của tôi bị rơi xuống cạnh chân anh, giúp tôi nhặt cái đi, sau khi cậu nhặt cho cô ta, thì cô ta đã lén tráo đổi hộp, cậu bất lực suy nghĩ, phải rồi, chính lúc đó chiếc hộp đã bị đổi, cậu nhìn xuống cô, mưu kế sau đấy. Cô gái này vậy mà không biết hối cải, vẫn vui vẻ vẫy tay với cậu, MC hỏi, có phải là bạn muốn đi vệ sinh gấp quá không? Sao lại lấy nửa cuộn giấy vệ sinh lên sân khấu thế này, làm cậu có chút mất mặt nhẹ. Đế Thanh Thanh vừa nhấm nháp ly rượu vừa mừng thầm trong lòng, hư hư, Bạch Vũ, lần này coi như anh mất mặt không cứu nổi nữa rồi. Lần này cậu thật sự mất mặt, không được, cứ thế chạy trốn sẽ hoàn toàn trúng phải kế của Đế Thanh Thanh. Bắt buộc phải nghĩ cách cứu lại cục diện này, hôm nay nếu làm hỏng chuyện, truyền ra ngoài mình cũng đừng hòng làm ăn nữa. Một ông chủ bên dưới cười hỏi, này, cậu nhóc, không còn tiết mục nào để biểu diễn thì xuống đi. Chúng ta tới đây không phải là để nhìn cậu đứng chết lặng ở đó đâu đấy. Này MC, để cậu ta xuống đi, chúng tôi không muốn xem thằng ngốc. MC bên cạnh mời cậu xuống, ngài Bạch, chi bằng cậu cứ xuống dưới, lau mồ hôi trước đi, cậu tức đến mức tay chân run rẩy, không thể nhận thua như thế được. Bằng mọi giá phải liều một phen, cậu cố gắng trấn an bản thân, Bạch Vũ, bình tĩnh, tỷ lệ đấu giá thành công là 100%, nhất định là có cách. Đột nhiên cậu nhớ đến thứ gì đó, tỷ lệ thành công không phải là thứ vạn năng, gặp phải chuyện này chỉ đành trông chờ vào cách ứng biến của bản thân thôi. Cậu thở dài, mấy năm nay tôi viết tiểu thuyết không phải là chuyện vô ích đâu. Cậu đã lấy lại bình tĩnh tươi cười, cầm giấy vệ sinh trong tay, trong mắt mọi người, có lẽ đây chỉ là nửa cuộn giấy vệ sinh, nhưng đối với tôi mà nói, nó lại là món quà đáng giá nhất. Mọi người bên dưới nghe cậu nói vậy có chút kinh ngạc, cô có hơi bực mình, tên này lại nghĩ ra trò mèo gì nữa đây. Cậu đứng trên bục tươi cười giải thích, đừng nhìn tôi bây giờ cao lớn điềm tĩnh thế này, hồi còn nhỏ thật ra tôi là một thằng bé mít ướt. Hồi còn bé cậu chỉ bị mọi người bắt nạt, ha ha, Bạch Vũ lại khóc nhè kìa, cả ngày chị biết khóc chẳng lẽ nó là con gái ư, về đến nhà cậu vẫn còn khóc. Bố mẹ của cậu thấy cậu như vậy cũng thở dài, mẹ cậu đem ra một tô mì để dỗ dành cậu, Tiểu Vũ, hôm nay là sinh nhật con, chúng ta ăn mì trường thọ nhé. Bố cậu tặng cho cậu một món quà, đó là cuộn giấy vệ sinh, Tiểu Vũ, đây là món quà sinh nhật bố tặng con. Cậu hỏi, bố ơi, tại sao bố lại tặng con cuộn giấy vệ sinh làm quà sinh nhật? Nghe cậu hỏi như vậy thì bố cậu xoa đầu cậu, Tiểu Vũ, con là đàn ông cơ mà, đàn ông đổ máu không đổ lệ, bố muốn con dùng nó để răn đe bản thân. Lúc nào không chịu được nữa muốn khóc thật, vậy thì dùng nó lau nước mắt, cố lên, bố tin con có thể làm được mà. Cậu nhận được món quà đầy ý nghĩa này trong lòng rất vui vẻ. Cậu đang tươi cười bỗng tâm trạng trùng xuống, không bao lâu sau, bố mẹ tôi đã gặp chuyện ngoài ý muốn rồi qua đời, nhà tôi rất nghèo. Thứ bố mẹ để lại cho tôi chỉ là một đống nợ, còn cả cuộn giấy vệ sinh này, cậu cầm cuộn giấy vệ sinh trong lòng mình nâng niu, cậu thở dài. Tôi luôn nhớ tới lời bố dặn dò, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không được khóc, như những đắng cay trong cuộc sống, chỉ khi nào trải qua mới biết rõ được. Cậu ngước mặt nhìn lên trời, cả lệ cũng rơi, mỗi lần tôi sắp không kiên trì được nửa muốn khóc, tôi sẽ xé một chút giấy từ cuộn giấy này ra lau nước mắt, sau đó nói với bản thân, tôi phải kiên cường. Cậu lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, cứ như thế, tôi từng bước một đi tới ngày hôm nay, có tư cách đứng ở đây. Cậu giơ cuộn giấy vệ sinh lên tuyên bố, nửa cuộn giấy vệ sinh này chính là minh chứng cho sự nỗ lực của tôi, sau đó cậu đặt nó lên bàn lại, hôm nay, tại giờ phút quan trọng này, tôi bằng lòng lấy cuộn giấy vệ sinh quan trọng nhất của mình ra bán đấu giá, chung tay góp một phần vào sự nghiệp từ thiện. Mọi người bên dưới là bị cậu làm cho cảm động, cô gái lúc này kinh ngạc trợn tròn mắt, tên khốn này cũng không xem đây là đâu mà dám ra chiêu này. Mọi người lúc này đều im lặng như tờ, cô gái tươi cười đắc ý, nhưng xem ra cũng chẳng có hiệu quả gì. Cậu đổ mồ hôi, không phải chứ, sao không có phản ứng gì hết, một người trong đó đã vỗ tay cho cậu. Người đàn ông này khen câu chuyện của cậu rất thú vị, tôi thích những người như cậu, tôi ra giá 10 vạn. Lần này cậu thật sự vui mừng, ồ, vậy là MC đã thành giao, lần đấu giá này kết thúc tại đây, cậu cũng kinh ngạc trước khả năng của MC, ái chà tố chất của MC khá đấy. Tát nước theo mưa à, cậu thở dài, cuối cùng cũng xong mọi việc, nhưng chân cậu hiện vẫn đang run rẩy, cũng may mình là thằng viết tiểu thuyết. Tùy tiện bịa ra một câu chuyện được, nếu không e là mất mặt chết rồi. Cậu nhìn xuống cô gái, giọng điệu mỉa mai, muốn tôi bị mất mặt à, hừ, ông đây san bằng rồi. Cô gái bỏ đi, Bạch Vũ, lần này coi như anh may mắn, lần sau thì chưa chắc đâu, cậu sợ hãi đến toát cả mồ hôi, tuy giữ lại được thể diện rồi. Nhưng, xem ra kế hoạch làm quen với người nổi tiếng sôi hỏng bỏng không cả rồi, cậu thở dài, thế là chấm hết. Kết thúc buổi đấu giá, cậu xuống bãi đỗ xe,
tuy nhờ bịa chuyện mà qua được ải này, nhưng trong mắt đám người đó, mình chỉ là thằng hề mà thôi, cậu vừa đi vừa suy nghĩ, Đế Thanh Thanh cũng đi rồi. Không có cô ta ở đây, lại càng không có ai thèm để ý đến mình, cậu thấy cũng có chút bực mình, nhưng nhất định phải cố gắng kiếm tiền, có tiền rồi mới có địa vị, mới có tôn nghiêm. Cậu đang đi thì một chiếc xe màu đỏ chạy ngang, cậu phát hiện trên xe vậy mà là Mộ Y Nhi và ông chủ mua giấy vệ sinh ban nãy. Cậu có hơi thắc mắc, sao ông chủ mua giấy vệ sinh của mình lại ở cùng Mộ Y Nhi nhỉ? Chiếc xe rời khỏi hầm gửi xe, cậu hỏi hệ thống, sao hai người bọn họ lại đi cùng nhau? Thì hệ thống trả lời, Mộ Y Nhi và đối phương có quan hệ hợp tác làm ăn, hai nhà lại sắp sửa ly hôn. Cậu đột nhiên phát hiện, sao đột nhiên lại có nhiều thông tin hơn thế? Chẳng lẽ đây chính là thành quả của việc hệ thống nâng cấp lần trước sao? Liên hoan cho nên cô ta mới đối xử như thế với Đế Thanh Thanh, mọi thứ đều rõ ràng cả rồi. Cậu đi đến xe của mình, thế giới của kẻ có tiền quá phức tạp, mình đừng tham dự vào thì hơn. Yên tâm kiếm tiền mới là chuyện chính, hay là tìm trợ thủ tại giới đồ cổ vậy, dù sao đây mới là giới mình quen thuộc nhất. Thì trong đầu cậu có một nhân tài ai cũng thấy nhớ nhớ ông chú này rồi đấy. Không biết dạo gần đây ông ta có lại đào được bảo bối nào không, chỗ Vương Béo lại có bảo bối có thể nhặt, vậy mà chỗ ông ta lại có bảo bối. Cậu cũng hơi bất ngờ, cười khổ, tên này cũng kỳ thật. Lúc nào ông ta cũng nhặt được bảo bối nhưng người phát tài sau cùng lại là mình, chật, thế mình hợp tác với ông ta chẳng phải tốt hơn sao? Ánh mắt cậu có chút nguy hiểm, tham lam, ông ta có quan hệ tại giới đồ cổ, biết ăn nói, có vài nơi không thích hợp ra mặt ông ta còn có thể giúp mình làm việc. Cậu vội đạp chân ga, có ông ta trợ giúp ngày sau mình sẽ dễ thở hơn tại giới đồ cổ rồi, cậu chốt cứ làm thế đi. Ngày hôm sau, lão Vương đang gọi điện cho ai đó, sao còn chưa tới chứ? Tới rồi á, tôi đã đợi nửa ngày rồi, các ông mau tới đi. Lão Vương nhìn điện thoại thở dài, giật mình quay sang khi thấy cậu, lão Vương trầm mặt xuống, Ôn Thần nhà cậu tới đây làm gì? Ông đây không có đồ gì để bán cho cậu đâu, cậu thản nhiên đáp, Vương Béo ông đừng giận như thế, hôm nay tôi tới đây là muốn bàn chuyện hợp tác với ông. Lão Vương hỏi lại, hợp tác ư? Cậu cười nói, Vương Béo ông có cát tinh chiếu tướng, cứ luôn nhặt được đồ tốt, còn tôi mắt sáng như sao, có thể nhìn ra cái nào là bảo bối thật. Hai chúng ta hợp tác với nhau, không phải chính là cặp đôi trời sinh sao? Cậu vỗ vỗ vào người lão Vương, chỉ cần hai chúng ta hợp tác, sau này đồ bán được tiền, chúng ta chia mỗi người một nửa, thế nào? Lão Vương tức giận mắng, tên họ Bạch kia, cậu đến kiểm hời hai lần tại chỗ tôi, tự mình ăn thịt húp canh đến giọt cuối cùng, ngay cả cái đáy bát tôi cũng không được liếm. Lão Vương chỉ thẳng mặt cậu, cậu còn mặt dày tới tìm tôi nói chuyện hợp tác, cậu tới để chế giễu tôi đấy à? Cút ngay cho tôi nhờ, ông đây không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cậu thở dài ngán ngẩm, Vương Béo vẫn còn ghim mình vì chuyện hai lần trước, ông ta đang tức điên, mà nói thêm nữa, e là ông ta sẽ ra tay với mình. Mình lại không phải tới để đánh nhau, thôi biến trước vậy, cậu bỏ đi, dù sao còn đầy cơ hội nắm thóp lão, sớm muộn gì lão cũng phải phục tùng ông Vũ đây. Cậu lướt qua hai người, thì nghe tiếng của Vương Béo hỏi, sao giờ các ông mới tới chứ? Cậu thấy ba người bọn họ đang nói chuyện gì đó, cậu phát hiện, hình như Vương Béo có chuyện làm ăn lớn. Lão Vương bảo hai người, lấy ra đây Vương Béo tôi xem cái nào, ông lão suy nghĩ không biết có nên đem ra không, nhưng sau đó vẫn là lấy ra. Người đàn ông còn lại nịnh hót, Vương Béo, tôi xem qua rồi, đúng là thất tình đao của Tào Tháo, không sai được đâu. Vương Béo cầm lên soi kỹ, Vương Béo tôi tự mình xem, nhìn cái này là biết giả rồi, thất tình đao của Tào Tháo. Chuyện này mà cũng dám bịa à, Vương Béo nhìn có vẻ rất cẩn thận, chẳng lẽ đao này là hàng thật sao, nhưng nó là hàng giả 100%. Vương Béo vậy mà nói đồ không tồi, ông ra giá đi, có quá dễ lừa không vậy, cậu thấy có hơi tức giận nha, Vương Béo bị bệnh à, đồ giả ông ta cũng muốn mua, hay là thanh đao này làm quá giống thật, Vương Béo cũng không nhìn ra, nhưng khả năng Vương Béo nhìn thấu chỉ có 0%. Cậu cười khẩy, Vương Béo là tên giả đời rồi, thanh đao này có thể lừa cả ông ta, trình độ làm giả cao đấy, nhưng đáng tiếc vẫn không qua nổi đôi hỏa nhãn kim tinh này của mình. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát, có điều rốt cuộc thanh đao này có vấn đề ở đâu, mình thật sự không nhìn ra. Nhưng khi hỏi đến vấn đề này, hệ thống lại không xuất hiện, hỏa nhãn kim tinh của Mi đâu, này, nói thế là câu chuyện đâm đầu vào ngõ cụt đấy. Sau khi phân tích, vì đá quý trên thanh đao chính là lỗ hổng, cậu rất bất ngờ, đá quý là lỗ hổng. Đá quý là giả, nhưng có vẻ không đúng nha, Vương Béo rõ ràng là tay lão làng rồi, đá quý là giả, ông ta có thể nhìn ra ngay lập tức. Nếu không phải đá quý, vậy thì chỉ có thể phía dưới bảo thạch là lỗ hổng, ai, nếu giờ mình qua đó kéo Vương Béo một phát. Món nợ ân tình này lão dám không nhận, cũng vừa hay để lão nếm thử thủ đoạn của ông Vũ đây. Cậu cười khẩy, có tôi lừa ông ta là đủ rồi, hai kẻ lừa đảo các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cậu đến trước mặt Vương Béo, ông ta nghĩ cậu muốn giành bảo vật với mình, nhưng thực chất cậu chỉ muốn giúp ông ta. Đủ rồi, đừng giấu nữa, cái này mà là thất tình đao đó sao, hay chỉ là một con dao tay người làm ra? Vương Béo kinh ngạc, cậu có ý gì? Hai người phía sau có hơi hoảng loạn, cậu khẳng định ý trên mặt chữ. Vương Béo tức giận, đao tôi đã nhìn rồi, bất luận là hình thức phẩm tướng hay là sự tổn hại trên lớp men, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ông đây làm ăn trong giới đồ cổ mười mấy năm, đồ thật giả tôi còn không nhìn ra chắc, tôi hiểu rồi, cậu định lừa tôi. Vương Béo tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu, cậu chỉ biết nhắm vào mỗi mình tôi mà lừa à, có thủ với cậu sao? Nhưng cậu chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở, nếu tôi có thể chứng minh thanh đao này là giả thì sao, sau này ông theo tôi làm ăn chứ? Vương Béo hỏi lại cậu, nếu thanh đao này là thật thì sao,
cậu muốn nhân cơ hội đi theo ông đây làm ăn, ông đây còn không thèm nhận cậu nhé. Cậu hỏi, ông bán thanh đao này bao nhiêu tiền? Vương Béo tức giận, còn nói không phải lừa đảo, cậu hét giá 50 vạn. Được, nếu tôi sai, tôi đền ông gấp 10 lần, 500 vạn. Vương Béo lập tức đẩy con dao vào người cậu, ái chà, đây là cậu nói đấy nhé, tôi không tin, ông đây còn nhìn nhầm được ư. Vương Béo vẻ mặt khinh bỉ, nào, thầy Bạch, mở mang kiến thức cho mọi người đi, sao thanh đao này lại là giả được? Cậu nhìn thanh đao cười khẩy, hừ hừ, nhìn cho kỹ, hôm nay ông Vũ đây sẽ giảng một bài cho lão. Cậu nhìn xung quanh, sau đó lấy ra một bình nước, dù sao đây cũng là một món binh khí quý giá, nhờ mày vậy, Vương Béo có chút khó hiểu, này, cậu muốn làm gì? Cậu chỉ nở một nụ cười, sau đó dùng cái bình đập lên viên ngọc của thanh kiếm, viên ngọc rơi ra, mọi người xung quanh kinh ngạc, cả Vương Béo cũng hết hồn. Vương Béo tức giận, họ Bạch kia, cậu điên, điên rồi à? Cậu nở một nụ cười nham hiểm, ha ha, Vương Béo, lần này ông còn dám không nhận thua. Cậu đưa thanh đao đến trước mặt lão Vương, cái thời Tam Quốc đó đã có mã QR rồi à? Vậy mà bên trong viên ngọc lại có mã QR, Vương Béo kinh ngạc hốt hoảng. Cái gì? Cậu khoanh tay, ung dung tự tại, thế nào, giờ đã bằng lòng theo tôi làm ăn chưa? Cái ngành đầu cổ này, tôi mới là người trong nghề đấy. Vương Béo tức giận, mẹ nó, dám lừa gạt Vương Béo này à, chán sống rồi sao? Vương Béo quay đầu lại, thì hai tên lừa gạt đã biến mất, đâu rồi? Vương Béo lúc này chỉ có thể như một con heo, đứng yên tại chỗ mà chửi oan oan, coi như chúng mày chạy nhanh, đừng để Vương Béo này gặp phải chúng mày nữa. Vương Béo quay lại hỏi cậu, sao cậu biết thanh đao này là giả? Vương Béo chợt nảy ra một suy nghĩ trông rất là thông minh, hai tên kia không phải là do cậu thuê tới đây chứ? Cậu nhìn Vương Béo, tôi thuê bọn chúng, tôi mà lấy được hàng giả đẳng cấp này thì còn tới tìm ông hợp tác đấy, nghĩ gì thế hả? Nghe cậu nói vậy càng làm Vương Béo tức điên lên, cậu xua tay, còn về phần tôi nhìn ra bằng cách nào, kẻ ẩn sĩ ắt có mưu hay. Vương Béo tức xì khói mũi, bỏ đi, ông đây còn không thèm nghe đâu, cậu ra sau lưng dỗ dành Vương Béo. Vương Béo, vừa nãy đã cá cược xong hết rồi, tôi thắng rồi, sau này ông phải kiếm ăn cùng tôi đấy nhé. Vương Béo vẫy vẫy tay, đừng, ngài thâm sâu khó lường không thể nhìn thấu, tôi sợ ngài bán cả tôi đi lắm, ngài nên tìm người khác hợp tác đi thì hơn. Nghe Vương Béo nói những lời này, làm cậu thật tức giận, Vương Béo, ông làm vậy là không giữ chữ tín rồi, Vương Béo tìm lý do để chối đây đẩy. Vương Béo tôi lăn lộn kiếm sống ở chợ đồ cổ này còn giữ chữ tín cái nổi gì, mấy ông lớn trong ngành kia mồm mép tép nhảy, bọn họ giữ chữ tín chắc. Nghe đến ông lớn trong ngành, trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ gì đó, Vương Béo quay sang, tôi thấy chuyện hợp tác nên thôi đi thì hơn, nhưng Vương Béo tôi ân oán rõ ràng, tôi không thể để cậu giúp không không được. Vương Béo lục lọi túi đồ của mình, cậu cứ tùy tiện chọn một món trên sạp hàng, coi như quà cảm ơn cậu đã ra tay nghĩa hiệp. Nghe Vương Béo nói vậy cậu có chút thất vọng, mấy thứ này của ông sao toàn đồ dởm thế? Vương Béo tức giận, đồ dởm, đây đều là bảo bối Vương Béo tôi thu thập được đấy. Ông ta hào hứng cầm một cái áo cà sa, nhìn này, đây là áo cà sa năm đó Hòa Thượng Huyền Trang mặc đi thỉnh kinh đấy. Cậu chạm vào chiếc áo cà sa, cái này ông trộm được ở đoàn kịch nào đó chứ gì, bên trên còn có mấy lỗ thủng do tàn thuốc làm xém đây này. Vương Béo không ngờ cậu vậy mà nói đúng, nên vội vàng đưa ra một cái chén bể, cái này. Đây là chiếc bác võ tông dùng để uống rượu trên đồi Cảnh Dương, ông ta nghĩ cậu vẫn dễ bị lừa lắm hay sao ấy, hai lần mà Vương Béo vẫn chưa chừa. Cậu chê ra mặt, sao tôi lại thấy giống cái bát của tiệm mì kéo trước cửa vậy, ông có món nào đáng tin chút không? Vương Béo ngơ ngác, vậy mà cái này cũng bị cậu đoán trúng, sau đó lục lọi một hồi trong túi, không đáng tin, cho cậu xem bảo bối của Vương Béo ta đây, đâu rồi nhỉ? Cậu có chút thất vọng, ai, cái đóng hàng rách nát này, Vương Béo làm ăn cũng chẳng thật ra sao, nói tới đây mình kiếm hoài ở chỗ ông ta mấy lần liền, cũng chẳng trách ông ta có hiềm khích với mình. Cuối cùng Vương Béo cũng tìm ra bảo vật của ông ta, ha, ở đây rồi, cậu kinh ngạc, đây là thứ gì, ông trộn được ở chỗ ông lão tập thể dục buổi sáng trong công viên à? Vương Béo ra vẻ nguy hiểm, mở mang kiến thức cho cậu một chút, Vương Béo chìa thanh kiếm ra, đây chính là song kiếm thư hùng lưu bị lưu truyền Đức thời Tam Quốc đã từng dùng. Cậu cười khinh bỉ, chậc, đây, vậy mà là hàng thật 100%, nhưng người sở hữu có phải Lưu Bị hay không thì thiếu dữ liệu Diana nên tạm thời không thể xác nhận. Cậu kinh ngạc, vậy mà lại là hàng thật, cậu chảy mồ hôi, đây là hàng thật. Vương Béo cũng khẳng định, đương nhiên, có điều cái này không thể cho cậu được, Vương Béo tôi còn mong đổi đời nhờ nó nữa. Cậu tiến lại xăm soi thanh kiếm, thì ra bảo bối chỗ Vương Béo là thanh kiếm này, hơ hơ, đúng là ông trời cũng giúp mình. Có khối đá kê chân này rồi, mình sẽ có thể danh chính ngôn thuận đi tìm người đó, phải nghĩ cách lấy được thanh kiếm này vào trong tay. Vương Béo thấy cậu nhìn lâu quá thì hỏi, nhìn đủ chưa? Ông ta vội vàng cất thanh kiếm vào trong bao, ừ, Vương Béo tôi không có hàng thật. Lấy ra dọa chết cậu luôn, vừa nãy là thất tinh đao của Tào Tháo, bây giờ lại là song kiếm của Lưu Bị, hôm nay Vương Béo ông có duyên với Tam Quốc quá nhỉ. Vương Béo đắc ý, cậu nhìn ngoại hình chất liệu này đi, còn kể chi tiết lớp men phủ ngoài này nữa, cậu khơi gợi lại ký ức, món thất tinh đao, vừa rồi chẳng phải ông cũng nói thế sao? Nghe đến đây Vương Béo có chút hơi hoảng, chuyện này, cậu tiến sát vào Vương Béo, Vương Béo, ông đoán xem, thanh kiếm này có mã QR không? Nghe vậy Vương Béo bất lực, nhìn sang thanh đao. Vương Béo nhìn thanh kiếm với nhiều suy nghĩ, các đặc điểm của thanh đao với kiếm này đều giống y như hệt, kẻ làm giả thật là lợi hại quá đi. Vương Béo chỉ có thể ngước mặt nhìn trời mà khóc ròng, còn tưởng rằng có thể thu thập đủ binh khí của hai người Lưu Tào, đóng gói lại bán với giá trên trời,
kết quả. Vương Béo cầm thanh kiếm tức giận, liên tiếp bị lừa, ông trời muốn đánh chết mình hay sao? Cậu nắm thanh kiếm lại, hay ra, nhìn ông thật thảm, tôi mua thanh kiếm này vậy, ra giá đi, tôi không mặc kệ là được. Vương Béo khổ đến mức này không phải là do cậu sao? Vương Béo tâm trạng ủ rột, để nói cho cậu tùy tiện chọn một món, cầm đi, dù sao cũng là, Vương Béo tôi mệt rồi, không tiễn cậu nữa, cậu cầm thanh kiếm. Cảm ơn ông nhé, cậu bỏ đi, nhưng vì lương tâm vẫn ngoảnh lại nhìn, cậu thấy đúng là Vương Béo hơi thảm, không phải hơi thảm mà là thảm thực. Cậu cuối cùng cũng lấy lại lương tâm, phải tìm cơ hội cho lão kiếm bộn một lần, nếu không mình cũng ngại qua đó, lúc đầu mình đã muốn đi làm thân với ông cụ Sa. Cậu nhìn thanh kiếm trên tay, nhưng ông ta là ông lớn trong ngành đồ cổ này, lễ gặp mặt không đủ lớn thì không được. Thế lúc hiện tại, xếp theo bậc thứ hạng thì có tổng cộng 5 bậc trong ngành đồ cổ, thứ nhất người mới trong ngành, thứ hai tay già đời trong ngành, ví dụ như Vương Béo, thứ ba thế lực mới trong ngành là Bạch Vũ, thứ tư ông lớn trong ngành, ví dụ như lão Sa, và cuối cùng là người mua thần bí nào đó. Cậu phấn chấn, hiện giờ có cặp song kiếm này rồi, vừa hay có thể mang đi tặng ông cụ Sa, đây mới là vật gặp đúng chủ. Cậu mang thanh kiếm đến trước cổ Vận Cát, chỉ mong rằng đừng gặp lại cái cô Sa tiểu tiểu khó nhằn kia nữa. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.